1. Thanh Trưng, tướng Nguyễn Khánh từ vùng 1, vào Sài Gòn lật đổ hội đồng quân nhân cách mạng do tướng Dương Văn Minh lãnh đạo vào ngày 30 tháng 1 năm 1964. Nghĩa là đúng 2 tháng 6 ngày đảo tránh 1 tháng 11 năm 63 hạ bệ chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày tướng Nguyễn Khánh thành công được gọi một danh từ rất mỹ miều. Đó là, ngày chỉnh lý, ngày chỉnh lý thành công là do phần lớn của đại tá Nguyễn Tránh Thi. Tướng Nguyễn Khánh giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Chánh thi hoạt động trong binh chủng dù để thanh toán những nhân vật bất lực sau ngày cách mạng thành công. Đại tá Nguyễn Chánh thi là người tính tình nóng nảy, dám làm, dám chịu. Ông đã lưu vong tại Cao Miên một thời gian gần 3 năm sau ngày chính biến 1 tháng 11 năm 60. Khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, Đại tá Nguyễn Chánh thi về Việt Nam bằng đường gò dầu hạ, Tây Ninh. Về đến nơi, Đại tá Nguyễn Tránh thi trình điện với hội đồng quân nhân cách mạng để xin hoàn lại cấp bậc cũ. Một tuần sau ông thi được tránh thức mang lon đại tá. Tuy nhiên khi SDQNCM đổi đại tá Nguyễn Tránh thi ra các vùng chiến thuật thì các vị tư lệnh không nhận. Các vị tư lệnh viện cớ đại tá Nguyễn Tránh thi là người hay làm ẩu, nóng tính và bất cần lệnh của thượng cấp. Duy chỉ có tướng Nguyễn Khánh đang giữ chức tư lệnh quân đoàn 1 đứng ra nhận đại tá Nguyễn Tránh thi và đặt vào chức tư lệnh phó quân đoàn này, nguyên nhân này là mối hận lòng của đại tá Nguyễn Tránh Thi đối với các cấp tướng lãnh trong SDQNCM. Cho nên khi tướng Nguyễn Khánh âm thầm tổ chức chỉnh lý, đại tá Nguyễn Tránh Thi là người nồng nhiệt hưởng ứng hết mình. Từ Huế, đại tá Nguyễn Tránh Thi và tướng Nguyễn Khánh vào Sài Gòn ngày ngày 12 tháng 12 năm 1963 để liên lạc với người Mỹ, đồng thời tổ chức phong tỏa tổng tham mưu, nơi bản doanh của hội đồng tướng lãnh trong khi đang say men chiến thắng, tướng tá phong tước, phong lon cho nhau tới tấp thì đêm 29 tháng 1 dạng ngày 30 tháng 1 năm 1964 bất thần thiết giáp, nhảy dù vây tổng tham mưu và các tư thất những tướng lãnh dương văn minh, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim và Nguyễn Văn Vĩ. Tất cả các vị tướng lãnh này đang ngái ngủ khi quân chỉnh lý vào bên trong tư thất của tướng tôn thất đính ở trên đường cường để mà ông cũng không hay biết gì cả lính dù hộ tống tướng tôn thất đính đã bị bắt đưa đi không một tiếng súng nổ vị sĩ quan chỉ huy quân chỉnh lý yêu cầu gia nhân mời tướng tôn thất đính tướng tôn thất đính bị đánh thức dậy nghe đảo tránh hốt hoảng vô cùng ông vội vàng ra phòng khách phản đối sự xâm nhập tư gia tướng lãnh vị sĩ quan chỉ huy chỉnh lý mời tướng tôn thất đính ra xe vì có lệnh bắt ông, tướng tôn thất đính giận lắm, phản đối om sòm. Nhung quân nhảy dù chỉnh lý bất chấp, dùng võ khí uy hiếp áp giải tướng tôn thất đính, đến nỗi ông không đủ thì giờ thay áo quần nhà binh. Các tướng Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim cũng bị bắt với trường hợp tương tự như vậy. Riêng với tướng Dương Văn Minh, Chủ tịch SDQNCM, bị quản thúc đến sáng. Trong tối hôm đó, thiếu tá nhung sĩ quan cận vệ của tướng Dương Văn Minh, là một trong hai người giết Ti Ti Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu, bị bắt và dẫn đi mất tích. Tướng Dương Văn Minh, anh hùng một tháng 11 năm 63, nên tướng Nguyễn Khánh quản thúc tại gia chứ không dám đả động đến. Còn tướng Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính, Lê Văn Kim, bị kết tội trung lập đã liên lạc với phòng nhì pháp qua tay Trung tá Trần Đình Lan vừa về nước. Cuộc áp giải các tướng lãnh nói trên tổ chức rất chu đáo, ly kỳ địa điểm giam giữ đầu tiên là ở Sơn Trà, Đà Nẵng. Và mãi 6 tháng, chuyển các tướng đó về Đà Lạt. Từ đó người ta gọi tướng Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim là những tướng Đà Lạt. Bốn tướng Đà Lạt bị đưa lên máy bay Dakota vào ngày 4 tháng 12 năm 1964 dưới quyền áp giải của Đại tá Nguyễn Tránh Thi. Tuy chỉ có bốn tù nhân tướng lãnh mà phải dùng đến ba chiếc máy bay một chiếc dành riêng cho tướng Trần Văn Đôn, một chiếc cho tướng Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, một chiếc còn lại cho Lê Văn Kim, và Trung tá tình báo Trần Đình Lan. Mỗi máy bay đều có một tiểu đội lính dù với lưỡi lê sáng loáng. Trước khi lên máy bay, Đại tá Nguyễn Tránh thi tập họp lính dù mà nói, khi máy bay đang bay, đứa nào dục dịch, đâm cho tao. Các lính dù anh nào cũng to lớn, trông mặt như sắp sửa giết người, làm cho các tướng, trung lập, lo sợ. Trương tá Trần Đình Lan bị đại tá Nguyễn Tránh Thi đánh hộp máu mồm khi đưa lên phi cơ. Đại tá Nguyễn Tránh Thi còn hăm bắn bỏ tất cả. Trước đó hai ngày, nhóm tướng lãnh chỉnh lý đã mở một phiên họp tại Bộ Tổng tham mưu bàn về số phận của bốn tướng nói trên và Trung tá tình báo phòng nhì Trần Đình Lan. Tướng Nguyễn Khánh và một số tướng lãnh khác đề nghị cứ tiếp tục giam lỏng bốn tướng, trung lập. Riêng đại tá Nguyễn Tránh Thi nhất quyết đòi thủ tiêu bốn vị tướng lãnh đó đại tá vừa nói vừa rút súng ra khỏi vỏ, tướng Nguyễn Khánh vội vàng cản ngăn và khuyên đại tá Nguyễn Tránh Thi đừng nóng nảy hư công việc trọng đại. Cuối cùng hội nghị đồng ý đưa bốn tướng đó rời khỏi Sài Gòn ngay tức khắc. Địa điểm chọn lựa là Sơn Trà, Đà Nẵng, thuộc lãnh thổ của quân đoàn 1 mà tướng Nguyễn Khánh đang còn nắm giữ. Cô lập bốn tướng Đà Lạt ở quân đoàn 1 là do sáng kiến hợp tình của đại tá Nguyễn Tránh Thi. Tướng Nguyễn Khánh muốn đưa lên Đà Lạt ngay nhưng đại tá Nguyễn Chánh Thi nói rằng quân đoàn một là Giang Sơn của ta mới bảo đảm được và quân đoàn một lại xa Sài Gòn nên không sợ các tướng lãnh khác ủng hộ và bắt liên lạc địa điểm đưa đến Sơn Trà được giữ tuyệt đối bí mật ban đầu tướng Nguyễn Khánh không đồng ý vì ở Đà Nẵng quá nhiều quân đội Hoa Kỳ mà mấy tướng lãnh Hoa Kỳ còn có cảm tình với bốn tướng đó đòi hỏi thăm viếng phiền phức đại tá Nguyễn Chánh Thi cho đó không quan trọng nếu Tướng Nguyễn Khánh không đồng ý địa điểm như thế thì có cách chặt ba khúc bốn tướng Đà Lạt, thả trôi sông nhà bè. Vừa dứt lời, Đại tá Nguyễn Tránh thi mắt đỏ, mặt đằng đằng sát khí rút khẩu Bruno ngắn lòng đòi đi vào phòng giam bắn bốn tướng tại chỗ. Tướng Nguyễn Khánh thấy Đại tá Nguyễn Tránh thi qua giữ, nên can ngăn, vuốt ve cơn nóng giận ấy. Đồng thời giảng thuyết chính trị một hồi với Đại tá Nguyễn Tránh thi tướng nguyễn khánh đã thành công mang lại sự sống cho bốn tướng đà lạt kéo theo sự bình yên cho trung tá trần đình lan người mà đại tá nguyễn chánh thi ghét cay ghét đắng người thứ hai mà đại tá nguyễn chánh thi lùng bắt là trung tá vương văn đông đại tá nguyễn chánh thi đã gào thét khi xảy tay để trung tá vương văn đông đào tàu nếu bắt được trung tá vương văn đông chắc chắn đại tá nguyễn chánh thi bắn tại chỗ mối hận thù của đại tá thi đối với vương văn đông không đội trời chung khi ở Cao Miên, Vương Văn Đông, linh hồn của vụ đảo tránh 11 tháng 11 năm 60, đã bỏ rơi các đồng chí mà sang Pháp. Vương Văn Đông còn cho chính phủ Cao Miên biết là phải canh chừng đại tá Nguyễn Tránh Thi, vì thành phần bất hảo và nguy hiểm. Vì thế khi lưu vong ở Cao Miên, nhà cầm quyền ở đó giam đại tá Nguyễn Tránh Thi gần nửa năm và lúc thả ra còn theo dõi và khó dễ đủ bề. Nguyên nhân này do cửa miệng Vương Văn Đông sàm tấu. Vì như vậy những ngày sống ở cao miên, đại tá Nguyễn Tránh thi đói giải và nuôi mối hận thù với Vương Văn Đông. Đảo Tránh 1 tháng 11 năm 63 thành công, Vương Văn Đông từ Pháp về bằng máy bay Air France. Còn đại tá Nguyễn Tránh thi từ cao miên về Việt Nam bằng xe đò. Như thế chứng tỏ đời sống lưu vong của hai người chênh lệch rõ rệt. Lúc gặp Vương Văn Đông ở Tổng Tham Mưu, đại tá Nguyễn Tránh thi không thèm bắt tay hoặc hỏi han trò chuyện đại tá nguyễn chánh thi biết thế lực của mình còn yếu kém trong lúc đó vương văn đông trần đình lan được tướng trần văn đôn lê văn kim mai hữu xuân để ý đến vì thế họ được phục chức trước đại tá nguyễn chánh thi do đó đại tá nguyễn chánh thi vẫn thấy mình lạc lõng và đợi thời cơ hạ vương văn đông dịp may đã đến với người hùng cách mạng lưu vong đại tá nguyễn chánh thi được tướng nguyễn khánh tư lệnh quân đoàn một bốc đồng đứng ra bảo lãnh Thế là như diều căng dây, Đại tá Nguyễn Chánh Thi khan gói ra vùng một nhận lãnh chức vụ đầu tiên từ khi ông ở Cao Miên trở về Việt Nam. Tuy là ở quân đoàn 1, nhưng Đại tá Nguyễn Chánh Thi về Sài Gòn luôn. Những người gặp Đại tá Thi đều ngỡ ông ta về, ăn chơi, trong ít hôm rồi trở lại Đà Nẵng. Thật ra hồi bấy giờ Đại tá Nguyễn Chánh Thi không phải là nhân vật quan trọng để cho quần chúng chú ý. Chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 xảy ra từ 1 giờ sáng mọi nơi không một tiếng súng nổ, những nơi then chốt của chế độ mới do tướng Dương Văn Minh lãnh đạo đều bị phong tỏa. Ở bộ tổng tham mưu bị cô lập, những sĩ quan ở tổng tham mưu sáng đó đi làm đều bị đuổi về nhà, dưỡng sức, chờ lệnh. Quần chúng đồng bào ngơ ngác nhìn quang cảnh ấy mà chẳng hiểu gì cả. Có người thạo tin hơn cho là đảo tránh lần thứ hai. Mãi đến chiều ngày 30 tháng 1 năm 64, Đài phát thanh Sài Gòn loan tin cuộc họp báo của tướng Nguyễn Khánh sẽ được tổ chức ngày 1 tháng 4 năm 64. Và cho biết tướng Nguyễn Khánh đứng lên làm cách mạng vì đang có nhiều phần tử, trung lập, bất lực, phản cách mạng. Bản tin cuối cùng trong ngày được phổ biến, tướng Nguyễn Khánh tư lệnh quân đoàn 1 đã chỉnh lý SDTL, và có lẽ là chủ tịch SDTL, kiêm tư lệnh tối cao quân đội. Đó là bản tin của các thông tấn ngoại quốc đánh đi trong nội nhật 30 tháng 1 năm 64 sau cuộc họp báo của tướng Nguyễn Khánh, thể chế Việt Nam do ba người lãnh đạo. Tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, và Trần Thiện Khiêm. Lúc bây giờ đồng bào, báo chí gọi là tam đầu chế. Cho đến giờ phút này dân chúng vẫn nghĩ rằng ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 là do tướng Nguyễn Khánh cầm đầu. Điều đó có đúng không? Nếu bảo rằng ngày chỉnh lý là do mưu mẹo của tướng Nguyễn Khánh là hoàn toàn sai. Đúng đắn, người khởi xướng chỉnh lý là do tướng Trần Thiện Khiêm. Nguyên do phát sinh ngày chỉnh lý là mối chia rẽ tranh giành quyền lực trong hội đồng tướng lãnh, nhất là việc đơn phương giết tổng thống Ngô Đình Diệm mà không có một phiên họp đầy đủ của hội đồng tướng lãnh. Lúc bấy giờ giới quân sự ở Việt Nam, nhất là sau ngày 11 tháng 11 năm 60 đều đồng loạt cho tướng Trần Thiện Khiêm là một tướng tài và mưu lược. Hơn nữa, họ biết tướng Trần Thiện Khiêm còn vương vấn thương yêu tổng thống Ngô Đình Diệm, tình cảm nên việc chỉnh lý phải giao chọn quyền cho tướng Trần Thiện Khiêm. Tướng Trần Thiện Khiêm đồng ý trên nguyên tắc là phải viện cớ để dùng binh lực giải tán hội đồng tướng lãnh hoặc thanh lọc những tướng có liên quan đến cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng tướng Trần Thiện Khiêm đang ở trong thế tiến thối lưỡng nan với Phật giáo. Dẫu sao ông cũng đã được Phật giáo ủng hộ để trở thành người hùng cách mạng. Nếu chuyến này lật đổ hội đồng tướng lãnh thì sẽ mất lòng Phật giáo song tướng Dương Văn Minh đã vì tình cảm mà đưa một số tướng lãnh không có công với cách mạng giữa các chức vụ quan trọng làm mất tinh túy của cách mạng 1 tháng 11 năm 63. Các tướng lãnh có công lại phải giữ các chức vụ gượng ép. Như tướng Nguyễn Văn Thiệu bị về địa phương quân, tướng Trần Thiện Khiêm thấy thế kéo tướng Nguyễn Văn Thiệu về làm thăm mưu trưởng của ông, cho nên chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 Nguyên Thủy là do tướng Trần Thiện Khiêm và tướng Nguyễn Văn Thiệu khởi xướng tướng Nguyễn Khánh là người cướp công mà thôi, tướng Trần Thiện khiêm nghĩ đến Nguyễn Khánh, tướng Nguyễn Khánh ở quân đoàn một không có chân trong hội đồng tướng lãnh. Tướng Trần Thiện khiêm nghĩ tướng Nguyễn Khánh làm được việc mà ngôn tránh danh thuận. Dân chúng sẽ không cho rằng hội đồng tướng lãnh đang xé nhau. Và đối với ngoại giao đoàn khỏi phải lập lại bang giao, thừa nhận. Vì thế tướng Trần Thiện khiêm âm thầm lên lạc Nguyễn Khánh. Tướng Nguyễn Khánh từ vùng 1 kéo thêm Nguyễn Tránh Thi vào họp ở Sài Gòn. Trong buổi họp kín xảy ra ở tư thất tướng Nguyễn Khánh, có một số sĩ quan nhảy dù, Thiết Giáp binh có mặt. Tướng Nguyễn Khánh lập bản đồ hành quân trong thủ đô, chủ đích áp lực mạnh ở TTM. Vì vậy Thiết Giáp binh hoàn toàn kéo đến bao vây ở đấy. Trong buổi họp ấy, tướng Nguyễn Khánh đã làm lu mờ hình bóng của tướng Trần Thiện Khiêm. Có lẽ cũng từ đó linh hồn cuộc chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 hoàn toàn lọt vào tay tướng Nguyễn Khánh. Từ một người được tướng Trần Thiện Khiêm móc nối, tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Tránh Thi trở thành chủ chốt chỉnh lý. Đó là điều may mắn duy nhất trong đời làm tướng của Nguyễn Khánh. Tướng Nguyễn Khánh là một người khá nhìn xa và thủ đoạn. Cho nên ông không dám đá động đến tướng Dương Văn Minh, người hùng của cuộc cách mạng 111 đến 63 còn phảng phất mùi thuốc súng lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Vì thế tướng Dương Văn Minh được mời lãnh đạo trong tam đầu chế. Trong cuộc họp báo nói trên, tướng Dương Văn Minh ngồi giữa tướng nguyễn khánh ngồi bên phải tướng trần thiện khiêm ngồi bên trái tướng nguyễn khánh trả lời nhiều câu hỏi của báo chí tướng dương văn minh trả lời vỏn vẹn hai câu thông thường tướng trần thiện khiêm hoàn toàn yên lặng sự yên lặng đó làm cho báo chí trong và ngoài nước bắt đầu nghi ngờ nội bộ của tam đầu chí một ký giả ngoại quốc hỏi tướng nguyễn khánh tại sao tướng trần thiện khiêm không nói gì cả phải chăng ông bị bệnh câu hỏi thông thường nhưng đầy thâm ý Tướng Nguyễn Khánh cười trả lời, tướng Trần Thiện Khiêm vốn là người ít nói, nên chẳng có gì lạ. Mầm mống chia rẽ rồi, tâm trạng của tướng Trần Thiện Khiêm không phải như lời tướng Nguyễn Khánh đã nói. Sự lấn át quyền hành của tướng Nguyễn Khánh khởi sự khi ông ta trở thành chủ tịch SDTL và sau đó là thủ tướng. Nhưng Nguyễn Khánh đã lầm lẫn khi đưa hiến trương Vũng Tàu để làm một thứ chiêu bài quân Việt sau ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 63 thành công. Sinh viên phản đối xuống đường tại dinh thủ tướng trên đường thống nhất. Tướng Nguyễn Khánh Mỹ Dân đã tự tay xe hiến trương vũng tàu, để cho chế độ tam đầu chế tồn tại ít lâu. Riêng tướng Trần Thiện Khiêm đã biết trước sự bấp bênh của chế độ tam đầu chế. Tuy nhiên ông tin tưởng tình bạn thâm giao giữa ông và tướng Nguyễn Khánh từ hồi là cấp sĩ quan nhỏ cùng học ở trường sĩ quan thủ dầu một. Tướng Trần Thiện Khiêm đề nghị thuyên truyền một vài sĩ quan cao cấp trong các binh chủng trấn đóng ở Sài Gòn. Tướng Nguyễn Khánh đa nghi nên không chịu nhưng tướng trần thiện khiêm cùng một số tướng khác dùng áp lực bắt buộc nguyễn khánh phải thực thi vì thế trung tá nguyễn bá liên tư lệnh thủy quân lục chiến được đề cử giữ chức tùy viên quân sự tại phi luật tân trung tá lê nguyên khang tùy viên quân sự tại phi luật tân trở về nước nắm chức tư lệnh thủy quân lục chiến trung tá nguyễn cao kỳ vinh thăng đại tá giữ tư lệnh không quân thay đại tá đỗ khắc mai đi làm tùy viên đức quốc sự thay thế này không mang đến hậu thuẫn nào cho tướng trần thiện khiêm cả mà còn gây thêm nghi kỳ trong thâm tâm nguyễn khánh cũng từ đó nguyễn khánh lấy lòng vị tư lệnh không quân và thủy quân lục chiến một cách dễ dàng làm cho tướng trần thiện khiêm trở thành đơn độc sau những diễn biến chính trị trồng chất tướng nguyễn khánh muốn gạt tướng sương văn minh và trần thiện khiêm vì thế tướng nguyễn khánh bắt buộc tướng trần thiện khiêm rời khỏi việt nam giữ chức đại sứ hoa kỳ tại hoa thịnh đốn Tướng Trần Thiện Khiêm phản đối, nhưng tướng Nguyễn Khánh bắt buộc trong 24 tiếng đồng hồ vợ chồng tướng Trần Thiện Khiêm phải ra đi. Tướng Trần Thiện Khiêm viện lẽ phải sửa soạn, may đồ ấm, nhưng tướng Nguyễn Khánh từ chối. Thế là tướng Trần Thiện Khiêm ra đi một cách vội vàng. Tướng Trần Thiện Khiêm xuất ngoại giữ chức đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn. Thế là tam đầu chế, tướng Nguyễn Khánh đã triệt hạ được một đối thủ. Còn lại, tướng Dương Văn Minh đang đứng trong tình trạng ghế ba chân. Thật thế, Nguyễn Khánh đã kiếm cách đẩy tướng Dương Văn Minh đi làm đại sứ lưu động. Đúng thời gian ông Phan Khắc Sửu giữ chức quốc trưởng là dịp thay thế tướng Dương Văn Minh. Tướng Dương Văn Minh xuất ngoại qua Thái Lan gọi là chặng đường đầu tiên của tướng Dương Văn Minh lưu lại, nhưng thật ra ông ta bị lưu vong tại đó trong suốt thời gian dài. 2. Thủ đoạn của tướng Nguyễn Khánh, bốn tướng đôn, Kim, Xuân đính bị tướng Nguyễn Khánh chỉnh lý kết tội trung lập. Dư luận bấy giờ rất hoang mang không hiểu bốn vị tướng kia có trung lập hay không. Tướng Nguyễn Khánh biết như thế nên đã gài trung tá Trần Đình Lan vào với bốn tướng Đà Lạt. Tướng Nguyễn Khánh cho người tung tin trong giới sĩ quan, công chức là Trần Đình Lan từ Pháp về, mang theo một số tiền khổng lồ của phòng nhì Pháp, hai ẻ bô Khi nhân vật Trần Đình Lan xuất hiện, giới tránh trị ra, quân đội đều không lạ gì vị trung tá thân Tây này. Trung tá Trần Đình Lan là em ruột của Nguyên Bộ trưởng Y tế Trần Đình Đệ dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trung tá Trần Đình Lan theo tướng Nguyễn Văn Hinh chống lại Thủ tướng Ngô Đình Diệm trong thời kỳ Bình Xuyên xáo trộn ở Sài Gòn chợ lớn, năm 1954 đến năm 1955. Trung tá Trần Đình Lan là nhân vật tình báo có hạng, lưu vong qua Pháp đồng thời với các cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu Nguyễn Văn Tâm, Bảo Lộc. Cách mạng tháng 11 đến 63 thành công trần đình lan là người thứ hai trở về nam việt nam sau bác sĩ trần kim tuyến từ thái lan về nhân vật trần đình lan có vẻ ly kỳ nhất trong đám chính trị gia sĩ quan bôn ba hải ngoại trở về trần đình lan được một số cấp tá trong quân lực đón tiếp nồng hậu ở tân sơn nhất người ta bảo rằng sự đón tiếp nồng hậu đó là do lệnh của tướng trần văn đôn mai hữu xuân và lê văn kim từ bốn tướng đà lạt đến trung tá tình báo trần đình lan dân chúng tin tưởng tướng trần văn đôn lê văn kim tôn thất đính mai Hữu xuân thật sự đưa nước này vào con đường trung lập về phía bên phật giáo đã từng ủng hộ bốn tướng đà lạt lại im lìm không một phản ứng nào cả nhưng trong bóng tối chính trị hậu trường nguyễn khánh thủ đoạn hứa hẹn nhiều với phật giáo vì thế sau khi áp giải tư tướng trung lập rời sài gòn tướng nguyễn khánh tiếp xúc các phe phái lập nội các và chính ông ta là thủ tướng thủ tướng nguyễn khánh gặp nhiều trở ngại khó khăn đối với phật giáo khó khăn đó là nguyên do sự hứa ước của tướng Nguyễn Khánh đưa người của Phật giáo vào nội các. Nhân vật chính trị Bùi Anh Tuấn và Trần Quang Thuận do Thượng tọa Thích Tâm Châu tiến cử. Nhưng Nguyễn Khánh không bằng lòng Bùi Anh Tuấn mà còn chê bài đủ điều làm cho Phật giáo nổi giận. Thế là đất bằng nổi sóng, Phật giáo kéo nhau xuống đường, gây rối rắm tình hình sau ngày chỉnh lý trong khi đó tướng nguyễn khánh họp hội đồng tướng lãnh và tự thăng chức cho mình trở thành đại tướng mà trước đó ông ta đã từng móc lon cho tướng trần thiện khiêm dương văn minh trở thành đại tướng tướng nguyễn khánh muốn làm như thế là muốn gây thêm uy lực của chính mình lên đứng hàng đầu trong hội đồng tướng lãnh và đương nhiên nếu tình hình chính trị sôi động chức thủ tướng có thể mất nhưng chức tổng tư lệnh quân đội nguyễn khánh vẫn tại vị nguyễn khánh là loại tướng như vương mãn bước lùi một bước nhưng chủ tâm sẽ bước tới ba bước ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 63 lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm là cơn biến động chuyển mình lịch sử được tổ chức quy mô. Trái lại ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964 là một khúc quanh trong cơn bão ngầm thuộc loại, thời thế tạo anh hùng. Tướng Nguyễn Khánh bỗng nhiên trở thành một thứ lãnh tụ mới, bao gồm sự trẻ trung tuổi tác, chính trị trên giải đất miền Nam này. Ngày chỉnh lý đường đột phôi thai và, đẻ non làm cho các tướng có công trong ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 1963 trở tay không kịp. Người hùng tổng trưởng quốc phòng trong nội các đầu tiên Nguyễn Ngọc Thơ, tướng Trần Văn Đôn đồng chí thân cận của lãnh tụ Dương Văn Minh phải bó tay, chịu số phận, trung lập, để lên máy bay cùng ba tướng Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính, Lê Văn Kim đi Sơn Trà, nơi giam cầm. Trong lúc ấy, Ủy viên chính trị của Hội đồng tướng lãnh, tướng Đỗ Mậu, được thăng cấp tướng vào sáng 2 tháng 11 năm 1963, công du đại hàn dân quốc. Tướng Đỗ Mậu được coi là người hùng an ninh trong tổ chức cách mạng 1 tháng 11 năm 63. Sự vắng mặt của tướng Đỗ Mậu tại Sài Gòn là một điều ngẫu nhiên. Vì sự ngẫu nhiên này làm cho bốn tướng Đà Lạt nghi ngờ tướng Đỗ Mậu dính líu vào tổ chức chỉnh lý. Kết cuộc hội đồng tướng lãnh do tướng Dương Văn Minh lãnh đạo tự nhiên phân hóa và chia rẽ rõ rệt từ Đại Hàn trở về Sài Gòn, tướng Đỗ Mậu được tướng Nguyễn Khánh cử đảm nhiệm chức vụ Tổng trưởng Thông tin. Và lần đầu tiên vị tướng lãnh này đóng cửa 12 tờ nhiệt báo tại thủ đô, trong đó có tờ báo sống của Chu Tử đang trên đường phát đạt. Về sau cũng chính ông cho phép tục bản báo sống, giữ chức Tổng trưởng Thông tin vào khoảng 3 tháng, tướng Đỗ Mậu được tướng Nguyễn Khánh thăng chức Phó Thủ tướng đặc trách văn hóa xã hội khi tướng đỗ mậu ở đại hàn được nghe tòa đại sứ ở đó cho biết sài gòn biến động tướng nguyễn khánh chỉnh lý hội đồng tướng lãnh tướng đỗ mậu lo lắng vô cùng tướng đỗ mậu công du đại hàn tham dự ngày quốc khánh quân lực nước này đồng thời tặng tổng thống park chung hy huy chương kim khánh và nhận lại huy chương cao nhất của đại hàn trao tặng tướng đỗ mậu vinh dự lắm nhưng cơn vui vẻ ấy tắt phụt khi ông nghe tướng Nguyễn Khánh đang thanh lọc hội đồng tướng lãnh và bốn đồng chí của ông bị bắt. Tướng Đỗ Mậu vội vàng từ giã Đại Hàn mặc dù ông phải thăm viếng các cơ sở nước này thêm ba ngày nữa. Về đến Sài Gòn, tướng Đỗ Mậu vội vàng vào TTM gặp Nguyễn Khánh. Tướng Nguyễn Khánh ân cần, niềm nở như không có chuyện gì xảy ra, làm cho tướng Đỗ Mậu yên tâm. Và hai ngày sau từ chức vụ ủy viên chính trị. Tướng Đỗ Mậu đã được tướng Nguyễn Khánh tin dùng và vô tình ông ta trở thành nhóm chỉnh lý. Nguyên thân này làm cho các tướng Dương Văn Minh, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim cho rằng tướng già Đỗ Mậu là người thủ đoạn. Thủ đoạn ấy được chứng minh đơn sơ qua ba giai đoạn mà tướng Đỗ Mậu vẫn có chỗ đứng vững chắc. Ba giai đoạn đó là thời kỳ Ngô Đình Diệm, cách mạng và chỉnh lý. Cũng từ đó hội đồng tướng lãnh do tướng Dương Văn Minh lãnh đạo đổi lốt để thay thế vào lớp tướng tá trẻ trung, một mực phục tùng tướng Nguyễn Khánh. Ngày 20 tháng 12 năm 1964, tướng Nguyễn Khánh họp hội đồng tướng lãnh tại Tổng tham mưu quyết giải tán Thượng hội đồng quốc gia. Mục đích của tướng Nguyễn Khánh là làm mất uy tín, thế lực của tướng Dương Văn Minh qua Thượng hội đồng quốc gia. Tướng Nguyễn Khánh dùng uy lực của mình thịnh nộ các tướng lãnh phải chấp nhận cho ông hạ bệ Thượng hội đồng quốc gia hành động đơn phương của tướng Nguyễn Khánh bất chấp cả sự cấu tạo dân chủ trong một tình thế rối rắm. Tướng Nguyễn Khánh Tảo, hung thần chính trị, cho mình mà quên hậu quả sẽ đưa đẩy ông đến rối loạn, càng rối loạn thêm. Nói đến Thượng hội đồng quốc gia phải đi ngược thời gian khởi đầu từ ngày chỉnh lý mà biến động bắt đầu sáng sớm hôm 30 tháng 1 năm 64. Trong phiên họp của các tướng lãnh tại Bộ Tổng Tham Mưu, Hội đồng Quân nhân Cách mạng quyết định chấm dứt nhiệm vụ của Ban chấp hành Hội đồng thành lập ngày 1 tháng 11 năm 63. Trung tướng Nguyễn Khánh ra tuyên cáo giải thích vụ biến cố. Tướng Nguyễn Khánh nói rằng, từ 3 tháng qua, tình hình suy sụp về mọi mặt, tránh quyền tỏ ra bất lực, phản cách mạng. Một số tương lãnh chạy theo thực dân và cộng sản. Một lần nữa quân đội phải đứng lên, đáp lời sông núi. Thế là ngày trình lý thành công bốn tướng Đà Lạt và thủ tướng lâm thời Nguyễn Ngọc Thơ bị bắt. Cũng trong ngày 30 tháng 1 năm 64, tướng Nguyễn Khánh bổ nhiệm tướng Dương Ngọc Lắm giữ chức đô trưởng Sài Gòn thay thế tướng Mai Hữu Xuân bị bắt giữ. Ngày 1 tháng 2 năm 1964 Thủ tướng Lâm Thời Nguyễn Ngọc Thơ từ chức. Tuy nhiên Hội đồng Nhân sĩ vẫn tồn tại và đang hô hào quân đội, dân chúng, chính khách với chính sách đại đoàn kết quốc gia. Tướng Nguyễn Khánh chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ vào nội nhật 3 tháng 2 năm 1964 và chính tướng Nguyễn Khánh đứng ra lập tân nội các. Tướng Nguyễn Khánh khuyết trương thế lực bằng cách ban hành hiến ước số 2, tu chỉnh cho hiến ước số 1 với điều kiện giao quyền hành quốc trưởng cho Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng hoặc một nhân vật đo hội đồng cử. Tướng Nguyễn Khánh lấn át như thế nên ngày 7 tháng 2 năm 1964 SDQNCM chính thức cử Trung tướng Dương Văn Minh giữ quyền quốc trường. Tướng Nguyễn Khánh Thành lập tránh phủ, ngày 8 tháng 2 năm 64 do sắc lệnh số 99 TTP tránh phủ Nguyễn Khánh ra đời với thành phần sau. Thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng đặc trách Bình Định, ông Nguyễn Tôn Hoàn, Phó Thủ tướng Kinh tế, Tài tránh, Nguyễn Xuân Oánh, Phó Thủ tướng Văn hóa Xã hội, Thiếu tướng Đỗ Mậu. Quốc vụ Khanh, Lê Văn Hoạch, Tổng trưởng Ngoại giao, Phan Huy Quát, Tổng trưởng Nội vụ, Hà Thúc Ký, Tổng trưởng Công Tránh, Trần Ngọc Oanh, Tổng trưởng Giáo dục, Bùi Tường Huân, Tổng trưởng Quốc phòng, Trung tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng trưởng Cải tiến Nông thôn, Nguyễn Công Hồng, Tổng trưởng Y tế, Vương Quang Trường, Tổng trưởng Lao động, Đàm Sĩ Hiến, Tổng trưởng Thông tin, Phạm Thái, Tổng trưởng Tài chánh, Nguyễn Xuân Oánh, Tổng trưởng Kinh tế, Âu Trường Thanh, Tổng trưởng Tư pháp, nguyễn văn mẫu tổng trưởng xã hội trần quang thuận bộ trưởng tại phủ thủ tướng nghiêm xuân hồng sau khi nguyễn khánh thành lập chính phủ chính giới hoa kỳ tỏ thái độ hân hoan và ủng hộ nguyễn khánh mở đầu dân chủ cho những ngày xáo trộn chấm dứt song song với việc thành lập chính phủ tướng nguyễn khánh mưu đồ nắm chọn quyền quân đội để dễ bề thao túng nếu tình hình khó khăn đến với ông ta vì thế ngày 21 tháng 3 năm 1964, Trung tướng Nguyễn Khánh triệu các tướng lãnh trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Trong ngày này Nguyễn Khánh được bầu làm chủ tịch, Hội đồng Quân nhân được đổi tên là Hội đồng Quân đội Cách mạng. Và một ủy ban lãnh đạo gồm có Trung tướng Nguyễn Khánh, chủ tịch, Trung tướng Trần Thiện Khiêm, đệ nhất phó chủ tịch, Thiếu tướng Đỗ Mậu, đệ nhị phó chủ tịch, Trung tướng Phạm Xuân Triều, đệ tam phó chủ tịch, Trung tướng Dương Văn Minh, cố vấn tối cao. Về hình thức tướng Nguyễn Khánh cố tạo một bộ mặt dân chủ khác biệt, rộng rãi hơn, sau khi thanh lọc hội đồng tướng lãnh do tướng Dương Văn Minh lãnh đạo Đồng thời thúc đẩy tân nội các hoạt động, tiến bộ hơn nội các Nguyễn Ngọc Thơ mà báo chí đã chỉ trích là nội các dù Nguyễn Khánh khôn ngoan, buông tay tự do báo chí, dù bị chỉ trích Nguyễn Khánh vẫn cười, vẫn cố gắng làm việc, khuất phục mọi trở ngại Nguyễn Khánh nuôi mộng quốc trưởng hơn là chức vụ thủ tướng hiện tại trong lúc này Nguyễn Khánh đang bí một ối với hội đồng nhân sĩ. Hội đồng này được thành lập ngày 12 tháng 12 năm 1963, gồm 60 vị. Đa số là những nhân vật tên tuổi trong các đảng phái quen thuộc trên toàn quốc. Hơn nữa, hội đồng nhân sĩ ra đời trong một nghị định hẳn hoi và hợp pháp. Đó là nghị định số 47 ND, CT. Nguyễn Khánh manh tâm giải tán hội đồng nhân sĩ nhưng chưa có cơ hội thuận tiện nên ôm lòng đợi chờ đến một ngày đẹp trời không xa mấy sẽ giải tán hội đồng nhân sĩ ngay. Nhân sĩ trong hội đồng biết thế, nhưng đồng loạt tại hội đồng làm ngơ mà trong thâm tâm đang chuẩn bị chiến đấu mới, đối với Nguyễn Khánh Manh Nha giải tán hội đồng. Vì thế ngày 31 tháng 3 năm 64 hội đồng nhân sĩ điểm nhiên nhóm họp tại hội trường Diên Hồng. Trong phiên họp này tất cả nhân sĩ quyết định quyết liệt không giải tán đồng thời tuyên bố các hội viên hội đồng làm việc cho dân và từ chối lương hướng đối với cá nhân từng hội viên trong mỗi tháng nguyễn khánh thấy hội đồng nhân sĩ đang chơi một trò diệt tinh sao và hội đồng nhân sĩ còn lưu lại nguyễn khánh sẽ gặp một sự trở ngại lớn lao vì trong giai đoạn này nguyễn khánh đang chuẩn bị hiến trương vũng tàu biến nguyễn khánh thành chủ tịch việt nam cộng hòa từ hội đồng nhân sĩ nguyễn khánh đề nghị với tướng dương văn minh thành lập hội đồng quốc gia như thế đầy đủ lý do để giải tán hội đồng nhân sĩ. Tướng Dương Văn Minh quyền quốc trưởng là người có công lớn trong việc triệu tập thượng SDQG. Và cụ Phan Khắc Sửu được bầu làm chủ tịch, tướng Dương Văn Minh không ngờ, đó là thủ đoạn của tướng Dâu Dê Nguyễn Khánh. Thượng hội đồng quốc gia sống được ít lâu thì Nguyễn Khánh âm mưu giải tán vào ngày 20 tháng 12 năm 1964, chương này sẽ viết rõ ràng sau này. Khi giải tán hội đồng nhân sĩ. Tướng Nguyễn Khánh Du ngủ quần chúng là thành lập quốc hội lập hiến dân cử. Điều này dựa trên sắc luật vừa mới ký ấn số 115, SL, CT. Nhưng rồi đợi mãi dân chúng không có quốc hội lập hiến. Tình hình Sài Gòn trở nên xáo trộn. Phật giáo, công giáo đưa ra nhiều yêu sách. Tướng Nguyễn Khánh kêu gọi đoàn kết tôn giáo để tránh chia rẽ. Nguyễn Khánh quá khôn đâm hóa đại. Thượng Hội đồng Quốc gia rất có cảm tình với người hùng cách mạng 1 tháng 11 năm 63 Dương Văn Minh, nên Nguyễn Khánh càng gặp thêm trở ngại hơn là hội đồng nhân sĩ. Trong lúc ấy sự dục dịch chống đối của Phó Thủ tướng Nguyễn Tôn Hoàn bắt đầu nhen nhúng. Tổng trưởng nội vụ Hà Thúc Ký quyết chống lại tướng Nguyễn Khánh vì bất đồng ý kiến nhiều lĩnh vực. Ông Hà Thúc Ký từ chức Tổng trưởng vào ngày 4 tháng 4 năm 64. Nguyễn Khánh bối rối, khủng hoảng nội các có thể xảy ra. Mãi đến ba ngày sau, tướng Nguyễn Khánh cấp tốc cử thiếu tướng Lâm Văn phát giữ chức Tổng trưởng Nội vụ. Đó là ngày 7 tháng 4 năm 1964. Thấy tình hình biến chuyển khó khăn, tướng Nguyễn Khánh bắt đầu tưởng thưởng các sĩ quan cấp tá trẻ tuổi để làm điểm tựa nếu bị nguy kịch. Cho nên cấp chuẩn tướng đầu tiên trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Khánh gắn cho hai vị tư một bệnh hải quân và không quân hai vị sĩ quan trẻ này là hải quân đại tá Trung Tấn Cang và đại tá không quân Nguyễn Cao Kỳ. Lúc đó vào ngày 8 tháng 4 năm 64, đồng thời cũng trong ngày này đối với hải ngoại, Nguyễn Khánh chấm dứt các vị đại sứ sau đây, Lâm Lễ Trinh, Cao Thái Bảo và Nguyễn Công Văn. Tướng Nguyễn Khánh đã cô lập tướng Dương Văn Minh càng ngày càng thấy rõ âm mưu đó. Trong ngày chỉnh lý bốn tướng thân cận của tướng Dương Văn Minh bị bắt đưa đi sơn trà đủ làm cho nội bộ hội đồng tướng lãnh lùng cung. Tướng Dương Văn Minh cảm thấy đơn độc trong hội đồng quân đội mà tướng Nguyễn Khánh đang thao túng. Này Nguyễn Khánh lại dở thêm thủ đoạn giải tán hội đồng nhân sĩ rồi đến thượng hội đồng quốc gia. Tướng Dương Văn Minh có lẽ biết rõ nguy nan sắp đến, nên chơi một ván bài phóng tay trên tướng Nguyễn Khánh. Dư luận cho rằng có nhiều cuộc mật đàm giữa quyền quốc trưởng và chủ tịch thượng hội đồng quốc gia để tìm một cách phong tỏa quyền hành của tướng Nguyễn Khánh mỗi ngày một lan rộng cho nên vào ngày 29 tháng 10 năm 1964 Thượng hội đồng quốc gia ra tuyên cáo, Thượng hội đồng quốc gia có quyền và bổn phận thực hiện các cơ cấu quốc gia, chọn lựa vị nguyên thủ quốc gia, lập tân chánh phủ ngày 27 tháng 10 năm 1964, thay thế chính phủ Nguyễn Khánh phải từ chức. Ngày 29 tháng 10 năm 64 Thượng hội đồng quốc gia ban bố hiến trương lâm thời. Sẽ có một quốc trường tuyển nhiệm theo thể thức do quốc dân đại hội tuyển chọn quyền lập pháp thuộc quốc dân đại hội. Thủ tướng do quốc trưởng chọn lựa và đại hội chấp thuận. Thượng hội đồng quốc gia đã làm cho Nguyễn Khánh mất hẳn uy lực đang vùng vẫy một trời. Cũng nhắc nhở đến ngày 8 tháng 9 năm 1964 theo quyết định số 7 BLDQGQL, một thượng hội đồng quốc gia được thành lập với nhiệm vụ triệu tập quốc dân đại hội, soạn thảo hiến chương và làm cố vấn cho chính phủ cùng ban lãnh đạo lâm thời. Thành phần Thượng hội Đồng Quốc gia gồm các ông Phan Khắc Sử, Lê Văn Thu, Nguyễn Văn Huyền, Trần Đình Nam, Trần Văn Văn, Trần Văn Quế, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Xuân Chữ, Hồ Văn Nhật, Mai Thọ Truyền, Ngô Gia Hy, Lê Khắc Quyến, Tôn Thất Hanh, Lương Trọng Tường, Nguyễn Đình Luyện, Hồ Đắc Thắng. Ngày 26 tháng 9 năm 1964 ra mắt, tại hội trường Diên Hồng đã làm cho Nguyễn Khánh bắt đầu lo lắng mộng đế vương của mình. Tuy thế Nguyễn Khánh vẫn sắp tâm sẽ giải tán TSDQG là ly khai tướng Dương Văn Minh. Việc đã đến, ngày 26 tháng 9 năm 1964 Thượng hội đồng quốc gia bầu cụ Phan Khắc Sử giữ chức quốc trường. Thế là tướng Dương Văn Minh chỉ còn là cố vấn tối cao của SDQDCM và Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, hư quyền, mà thôi. Nguyễn Khánh thoải mái là những tướng lãnh ngày 1 tháng 11 năm 63 hầu đã ra đi mất 2 phần 3 như đã nói ở trên nguyễn khánh ngỡ rằng bốn tướng đà lạt và tướng dương văn minh mất quyền hành nguyễn khánh sẽ rộng tay nhưng chẳng được theo ý muốn của nguyễn khánh nên lại phải đợi thời đợi thế nhiệm vụ của thượng hội đồng quốc gia khá rõ rệt cụ phan khắc sử được bầu làm quốc trưởng bác sĩ nguyễn xuân chữ thay thế cự sử giữ chức chủ tịch thượng hội đồng quốc gia cụ Phan Khắc Sửu cử cụ Trần Văn Hương thành lập Tân Nội các ngày 27 tháng 10 năm 1964 Nguyễn Khánh một lần nữa trở về thuần túy quân đội với ngôi vị Tổng Tư lệnh Quân đội. Chính phủ Trần Văn Hương gồm có, theo sắc lệnh số SL006, QT, ST thành phần chính phủ, Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quân lực, Trần Văn Hương, đệ nhất Phó Thủ tướng kiêm Nội vụ, Nguyễn Lưu Viên, đệ nhị Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng QG, Nguyễn Xuân Oánh. Tổng trưởng Ngoại giao, Phạm Đăng Lâm, Tổng trưởng Tư pháp; Lữ Văn Vi, Tổng trưởng Thông tin; Lê Văn Tuấn, Tổng trưởng Kinh tế; Nguyễn Duy Xuân, Tổng trưởng Tài chánh; Lê Văn Tính, Tổng trưởng Cải tiến nông thôn; Ngô Ngọc Đốc, Tổng trưởng Công chánh; Lê Sĩ Ngọc, Tổng trưởng Giáo dục; Phan Tấn Chức, Tổng trưởng Y tế; Trần Quang Diệu, Tổng trưởng Xã hội; Đàm Sĩ Hiến, Tổng trưởng Lao động; Nguyễn Hữu Hùng, Tổng trưởng Phụ Thủ tướng; Phạm Văn Toàn. Chánh phủ Trần Văn Hương vừa thành lập xong thì qua ngày 5 tháng 11 năm 1964 bác sĩ Nguyễn Xuân chữ quyền chủ tịch TSDQG tỏ rõ lập trường không đồng ý sự thành lập của tân chánh phủ. Sinh viên Sài Gòn tụ họp ở trụ sở đường Duy Tân đã kích thành phần tránh phủ. Sinh viên quốc gia hành tránh tôn thất tuệ mổ xẻ từng nhân vật và đã kích kịch liệt bác sĩ Trần Quang Diệu giữ chức Tổng trưởng Y tế. Sinh viên này cho rằng bác sĩ Trần Quang Diệu là người của chế độ cũ về phía hợp giáo hợp cùng sinh viên xuống đường, hội thảo phản đối chính phủ Trần Văn Hương. Những xáo trộn lại bộc phát như hồi Nguyễn Khánh họp SDQDCM ở Vũng Tàu để ban hành hiến chương mới, và được bầu làm Chủ tịch Việt Nam Cộng Hòa, ngày 16 tháng 8 năm 1964. Nhưng đến ngày 22, 8, 1964 một số đông đảo sinh viên kéo đến phủ thủ tướng trên đường thống nhất phản đối hiến chương quân Việt, độc tài nói trên tướng nguyễn khánh lánh mặt và cử bộ trưởng nghiêm xuân hồng ra tiếp phái đoàn sinh viên sinh viên không mấy thỏa mãn nên cứ tụ họp mãi cho đến trưa chủ tịch nguyễn khánh tiếp đại diện sinh viên sinh viên tỏ rõ lập trường không chấp nhận hiến trương vũng tàu sinh viên nguyễn hữu doãn yêu cầu thành lập chính phủ trong sạch trẻ trung các tướng lãnh trở về nhiệm vụ quân sự chính phủ phải diệt cần lao thực dân cộng sản ẩn núp trong chính quyền đồng loạt với sinh viên một số chính khách cũng công kích hiến trương vũng tàu đó là nhóm đại việt nguyễn tôn hoàn dân chủ xã hội trương bảo sơn và quốc dân đảng biệt bộ nguyễn tường tam tiếp theo những diễn biến xáo trộn có tính cách hiềm khích giữa các tôn giáo nguyễn khánh vội phát xuất ra ủy ban lãnh đạo quốc gia một buổi họp của sdqncm quyết định đó là chế độ tam đầu chế đã nói qua nhưng tướng nguyễn khánh thọc gậy bánh xe xúi dục ngầm những cuộc biểu tình liên tiếp Nguyễn Khánh lại họp báo ngày 28 tháng 8 năm 1964 đả kích các ông Nguyễn Tôn Hoàn và Hà Túc ký mưu tâm đảo chánh là cộng sự viên trong chính phủ ông ta. Sau đó Nguyễn Khánh đi Đà Lạt, lánh mặt như một sự từ chức. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh được cử điều khiển chính phủ và ban bố tình trạng giới nghiêm. Nguyễn Khánh cố tình làm xáo trộn như thế và vô tình thúc đẩy SDQDCM thành lập Thượng hội Đồng quốc gia. Từ đó Nguyễn Khánh mất chức chủ tịch lẫn thủ tướng vì TSDQG bầu tướng Dương Văn Minh quyền quốc trưởng và người đã thai ngén ra hội đồng đó. Sau này chính hội đồng này bầu cụ Phan Khắc Sửu thay thế tướng Dương Văn Minh và nội các Trần Văn Hương thành hình như đã nói ở trên. Tất cả những bí mật khúc chiết khó hiểu đó đều phát xuất từ tướng Nguyễn Khánh, người đã muốn trở thành lãnh tụ đất nước này. Cho nên khi thủ tướng Trần Văn Hương nắm chính phủ, Nguyễn Khánh cố giữ chức tổng tư lệnh quân đội dựa vào quân đội Nguyễn Khánh nuôi mộng đồ vương không thôi. Đến ngày 11 tháng 11 năm 64 sinh viên Sài Gòn tiếp tục hội thảo sôi nổi, Tuyên bố không thể chờ đợi sự làm việc của chánh phủ Trần Văn Hương nữa. Vì chánh phủ này là một chánh phủ chuyên viên, già nua, không còn thích hợp tình hình chánh trị đang cuồn cuộn dâng lên rối loạn. Trước đó mấy hôm vào khoảng ngày 11 tháng 11 năm 1964 dịp may đã đến với Nguyễn Khánh khi tướng Dương Văn Minh hết giữ chức Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Nguyễn Khánh gây áp lực với Quốc trưởng Phan Khắc Sửu cử Trung tướng Dương Văn Minh làm đặc phái viên của Quốc trưởng tại hải ngoại. Thế là những người hùng của cách mạng 1 tháng 11 năm 63 đã bị Nguyễn Khánh thủ đoạn loại ra ngoài các chức vụ then chốt để cho Nguyễn Khánh một mình một chợ trong ngày 12 tháng 11 năm 64 tướng Dương Văn Minh rời Sài Gòn đi, công cán ngoại quốc, quốc trưởng Phan Khắc Sửu mở tiệc khoản đại tướng Dương Văn Minh tại Đinh Gia Long. Một buổi tiếp tân đông đảo nhưng có vẻ tẻ nhạt đối với tướng Dương Văn Minh. Riêng tướng Nguyễn Khánh trông vẻ đầy đắc thắng, tướng Nguyễn Khánh sung sướng vì đã gạt tướng Dương Văn Minh ra khỏi hội đồng tướng lãnh, thời gian này bốn tướng Đà Lạt đã được thả về Sài Gòn. Sẽ viết rõ ràng khi đề cập lại bốn tướng này. Chuyến công cán đại sứ lưu động của tướng Dương Văn Minh là một chức vị bấp bênh đối với chính trường Việt Nam. Trong thời gian này những vị nào được cử chức đại sứ nước ngoài là coi như ngồi chơi sôi nước. Trường hợp này đã xảy ra cho tướng Trần Văn Minh, Đỗ Cao Chí, và nhiều tránh khách trong chế độ mới cũng như chế độ cũ. Buổi tiếp tân hôm ấy tướng Dương Văn Minh rất ít nói. Trong khi đó tướng Nguyễn Khánh tiết lộ với báo chí là tướng Dương Văn Minh đã thâm lạm 80 triệu ngân sách quốc trường tiền tồn kho của chính quyền Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, tướng Nguyễn Khánh không đưa ra một bằng chứng cụ thể nào cả. Đây là một hành động hạ bệ đến chân rễ của tướng Nguyễn Khánh đối với tướng Dương Văn Minh đang trên đường thất thế. Tướng Dương Văn Minh cũng trả đũa là tướng Nguyễn Khánh thủ đoạn độc tài. Hành động ném đá giấu tay của tướng Nguyễn Khánh khiến cho chính phủ Trần Văn Hương gặp khó khăn với những vụ xuống đường của Phật giáo và sinh viên đang phát động dâm dồ. Mục đích của Nguyễn Khánh là đưa người hùng cách mạng 1 tháng 11 năm 63 ra ngoại quốc và giải tán Thượng hội đồng quốc gia. Trong hai chủ đích này, Nguyễn Khánh đã thực hiện được một việc rồi. Chỉ còn Thượng hội đồng quốc gia nữa là xong tất cả. Nguyễn Khánh sẽ giữ lại chức Thủ tướng qua trung gian của chức Tổng tư lệnh quân đội và Hội đồng tướng lãnh. Thế là mộng đồ vương một lần đã thất bại, hiến trương vũng tàu, nay lại phát khởi mạnh mẽ, khốc liệt trở lại. Nguyễn Khánh đang độc thủ tránh trị trong tình hình lúc bấy giờ. Nhưng Nguyễn Khánh có cái hèn là hạ đo ván người ngã ngựa Dương Văn Minh đến độ không thể tha thứ được. Việc tướng Dương Văn Minh ra đi, đủ ngậm ngùi cho người hùng rồi. Trong buổi tiếp tân đó Nguyễn Khánh lại hạ bệ tướng Dương Văn Minh thêm một lần nữa. Quả là Nguyễn Khánh không mã thượng tí nào cả. Như vậy tướng Dương Văn Minh ra đi thật sự. Dù các đồng chí tướng lãnh của ông, bốn tướng Đà Lạt, đã được đưa về Sài Gòn giữ chức cố vấn cho SDQL. Tướng Dương Văn Minh bị loại ra ngoài chính trường Việt Nam. Trong khi đó chính quyền Trần Văn Hương bị áp lực âm thầm của vị Tổng tư lệnh quân đội Nguyễn Khánh. Ngày 13 tháng 11 năm 1964, Thủ tướng Trần Văn Hương ra trước Thượng hội đồng quốc gia để trả lời thắc mắc về nhân sự của chính phủ ông. Thủ tướng Trần Văn Hương đã làm thỏa mãn Thượng hội đồng quốc gia một phần nào. Tưởng như thể là yên ổn. Nào ngờ đến ngày 16 tháng 11 năm 61 học sinh xin ý kiến quốc trưởng Phan Khắc Sửu và yêu cầu giải tán chính phủ Trần Văn Hương. Thượng hội đồng quốc gia thấy vậy thêm lo lắng cho những khủng hoảng kế tiếp và thượng hội đồng quốc gia sẽ là cơ cấu bù nhìn. Dựa theo trào lưu của SV, học sinh, Phật giáo đang gây rắc rối cho chính phủ Trần Văn Hương qua những vụ xuống đường khá vĩ đại. Thượng hội đồng quốc gia phải làm một việc gì cho hợp với trào lưu đó? vì thế Thượng hội đồng quốc gia nhóm họp bầu Ủy ban điều tra thành phần chính phủ Trần Văn Hương. TSDQG hành động như thế, vô tình phủ nhận những điều trần của Thủ tướng Trần Văn Hương trước Thượng hội đồng vào ngày 13 tháng 11 vừa qua. Sau khi nhóm họp bầu Ủy ban điều tra, TSDQG bỏ phiếu tín nhiệm luật sư Lê Văn Thu giữ chức chủ tịch thay cụ Nguyễn Xuân chữ từ chức để chống đối chính phủ chuyên viên Trần Văn Hương. Phật giáo, sinh viên xuống đường đòi giải tán chính phủ. Thượng hội đồng quốc gia xét lại thành phần chính phủ thì trong lúc ấy 148 nhà trí thức ký giấy ủng hộ triệt đề chính phủ Trần Văn Hương. Ngày 22 tháng 11 năm 1694, Sài Gòn sống trong hỗn loạn của biểu tình. Đây là vụ biểu tình lớn nhất kể từ khi cách mạng tháng 11 năm 1963 thành công. Cuộc biểu tình này chính phủ Trần Văn Hương huy động một số lớn cảnh sát đến giải tán bằng lựu đạn cay. Trong vụ này nhiều người bị thương được ghi nhận phật giáo đã đứng đầu những vụ biểu tình này với mục đích lật đổ chính phủ với bất cứ giá nào đằng sau phật giáo trong bóng tối âm thầm tướng nguyễn khánh đến tiếp xúc với các nhân vật lãnh đạo phật giáo đối diện với phật giáo nguyễn khánh cam kết quân đội sẽ không nhúng tay can thiệp vào những vụ biểu tình đòi giải tán chính phủ trần văn hương với tư cách tổng tư lệnh quân đội nguyễn khánh cam kết điều đó giữa phật giáo và chính phủ trần văn hương nguyễn khánh đóng vai ngư ông thủ lợi nên nguyễn khánh cổ suý tình hình mỗi lúc mỗi nổi loạn chuyến này nguyễn khánh vơi tư cách tổng tư lệnh kiêm chủ tịch hội đồng quân lực gây áp lực chính phủ trần văn hương phải cải tổ cải tổ để nguyễn khánh đưa các tướng lãnh nắm giữ các bộ mới khuynh đảo tình hình và đi đến chỗ giải tán thượng hội đồng quốc gia đó là mục tiêu chính của nguyễn khánh Nguyễn Khánh mở ám trong các vụ lộn xộn trên đường phố Sài Gòn thì Ti Ti Thích Tâm Châu gửi thư lên quốc trường Phan Khắc Sửu và Thượng hội đồng quốc gia với lập trường dứt khoát với chính phủ chấm dứt bắt bớ, thả những người bị giam cầm vì tham dự biểu tình và ra lệnh không được đàn áp. Ngày 24 tháng 11 năm 64, tại Dinh Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Trần Văn Hương không mấy bằng lòng tình hình mỗi lúc mỗi trầm trọng. Thủ tướng Trần Văn Hương biết có bàn tay Nguyễn Khánh nhúng vào cùng một số tướng lãnh thân tín của vị Tổng tư lệnh quân lực. Nguyên nhân đó chỉ vì chính phủ Trần Văn Hương gạt bỏ các nhân vật quân đội tham tránh. Cũng trong ngày, Thượng tọa Thích Tâm Châu gửi thư cho Thủ tướng Trần Văn Hương thì Nguyễn Khánh tự thăng đại tướng cho mình. Để mở mắt quần chúng, tướng Nguyễn Khánh cũng đề nghị cho tướng Dương Văn Minh trở thành đại tướng. Tướng Nguyễn Khánh ý hưởng mang cấp bậc đại tướng trong những xạ tiệc. Trong khi đó tướng Dương Văn Minh làm đại sứ lưu động ở Thái Lan không mấy hoan hỉ, nếu không muốn nói tướng Dương Văn Minh không chấp nhận làm đại tướng. Song song với những hành động quái lạ của Nguyễn Khánh, tình trạng giới nghiêm được chính phủ ban hành từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Qua đến ngày 27 tháng 11 năm 1964 tướng Nguyễn Khánh bổ nhiệm thiếu tướng Phạm Văn Đỗng giữ chức Tổng Trấn Sài Gòn, gia đình, chợ lớn. Vị tân Tổng Trấn này giúp cho Nguyễn Khánh không đàn áp Phật giáo về phía chính phủ Trần Văn Hương cử đại tá TTB tái chức Tổng Giám đốc Cảnh sát. Bất thần ngày 28 tháng 11 năm 1964 Thủ tướng Trần Văn Hương cứng rắn đối phó với tình hình. Thật ra, Thủ tướng Trần Văn Hương chơi một ván bài xả láng, đánh tan âm mưu của Nguyễn Khánh đang dắp tâm xúi dục Phật giáo xuống đường ở Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, Dinh Quốc Trường và Thượng hội Đồng Quốc gia. Thủ tướng Trần Văn Hương tuyên bố, không lùi bước, phải tìm mọi cách tái lập trật tự đồng thời Thủ tướng Trần Văn Hương đem cái công minh tránh đại của mình du ngủ quần chúng. Thủ tướng cho biết đã bắt 128 người biểu tình, thả 202. Gọi nhập ngũ 35 người và chỉ còn giữ một người. Trong những cuộc giải tán biểu tình, cảnh sát lên tới 71 người bị thương. Lời tuyên bố của Thủ tướng Trần Văn Hương như lửa đổ thêm dầu. Phật giáo thịnh nộ quyết lật chính phủ này cho bằng được trước khi giải tán TSDQG chính Thủ tướng Trần Văn Hương tố cáo sự lũng đoạn tình thế do tướng Nguyễn Khánh chủ mưu. Về phía Phật giáo đòi đặt người vào các bộ then chốt trong chính phủ, Thủ tướng Trần Văn Hương chủ trương quốc gia đoàn kết, xây dựng chính phủ dân sự mạnh mẽ. Vì thế Thủ tướng không đồng quan điểm Phật giáo chi phối chính quyền bằng những áp lực nhân sự tham gia nội các. Ông Mai Thọ chuyên người ủng hộ và cũng là bạn già của Thủ tướng Trần Văn Hương tỏ thái độ bất đồng với Viện Hóa Đạo do Thượng Tọa Thích Tâm Châu làm viện trường thế là mầm mống phân hóa Phật giáo khởi sự trong ngấm ngầm. Mãi cho đến đời Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Nguyễn Cao Kỳ mới thật sự chia rẽ trong vụ bàn thơ xuống đường, được tổ chức trên toàn quốc. Ông Mai Thọ truyền rút về Phật giáo miền Nam và thúc đẩy nhóm này ủng hộ chính phủ Trần Văn Hương. Tuy nhiên không khuất phục được hiến trương Phật giáo đã công nhận Viện Hóa Đảo, VNQT, là cơ quan thống nhất PGVN. Chính phủ Trần Văn Hương vẫn cô thế trong lúc này chính sách hk đang tin tưởng tướng nguyễn khánh có thể là thủ tướng tương lai ổn định tình hình và thật sự có một chính phủ mạnh đúng mức thái độ chính sách của hoa kỳ như thế tòa đại sứ nước này phải thúc đẩy tự tạo người hùng thời thế hầu chám lỗ chống khủng hoảng của chính phủ trần văn hương đại sứ hoa kỳ tướng tay lo ủng hộ vị tổng tư lệnh tướng nguyễn khánh có những cuộc hội đàm mật giữa hai người ở bộ tổng tư lệnh và tòa đại sứ hoa kỳ Nguyễn Khánh trình bày một chương trình ổn định và những tránh khách tên tuổi tham gia nội các. Nếu tòa đại sứ nhiệt tâm ủng hộ tướng Nguyễn Khánh trở lại chính quyền, đại sứ tay lo không đồng ý với tướng Nguyễn Khánh có sự tham dự của các tướng lãnh khi tân nội các thành lập sau chính phủ Trần Văn Hương đồ. Ban đầu Nguyễn Khánh thỏa thuận, nhưng cũng rào trước đón sau. Nguyễn Khánh than phiền nếu không có tướng lãnh tham dự khó mà làm nên việc. Trong tình trạng này chỉ có quân đội mới đầy đủ uy lực. Nếu để bọn tránh khách phòng trà, tham dự thì đi vào vết xe cũ của các nội các trước. Nguyễn Khánh đầu môi chót lưỡi rất nhiều đã làm cho đại sứ tay lo tin tưởng. Vị đại sứ Hoa Kỳ đồng ý với Nguyễn Khánh trên nguyên tắc là sẽ lật đổ chính phủ Trần Văn Hương nhưng người Hoa Kỳ ủng hộ trong bóng tối mà thôi chứ không lộ liễu như ngày 1 tháng 11 năm 1963. Thủ tướng Trần Văn Hương mỗi ngày càng gặp khó khăn thêm. Từ phía bên quân lực cho đến Phật giáo và cuối cùng là các tránh khách kể từ ngày 1 tháng 11 năm 63 cách mạng thành công, tướng tá uy thế mạnh nhất, rồi đến Phật giáo. Hai lực lượng này do bàn tay của Nguyễn Khánh, ném đá giấu tay, nên chính phủ Trần Văn Hương đang đi trên con đường gãy đổ. Ngày 28 tháng 11 năm 64, bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, nguyên quyền thượng hội đồng quốc gia tuyên bố thành lập với nhiều đảng phái một hội đồng dân tộc cách mạng để cứu vãn tình thế. Thái độ của bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ ra mặt chống lại chính phủ Trần Văn Hương và SDQNCM đó được coi là phủ nhận sự hiện diện của Thượng hội đồng quốc gia. Trước khi tuyên bố thành lập SDDTCM, bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ đã gặp tướng Nguyễn Khánh đảm đạo. Nguyễn Khánh đã hứa sẽ hậu thuẫn về phía quân đội cho bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ. Tuy nhiên bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ thừa hiểu thủ đoạn, mưu sĩ của tướng Nguyễn Khánh đang dắp tâm náo loạn chính trường để lật đổ chính phủ Trần Văn Hương. Khi được bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ đàm đạo, tướng Nguyễn Khánh mừng rỡ. Vì dù sao bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ là nhà cách mạng chân chính, thành tích quá khứ dạng rỡ, đồng bào trong và ngoài nước biết đến. Trong lúc đó tại Đô Thành, Việt Cộng gia tăng phá hoại. Ngày 30 tháng 11 năm 1954 một đầu máy xe hỏa không tài xế chạy hết tốc lực từ hướng Chí Hòa về nhà ga Sài Gòn, lao đầu vào chạm làm đổ một góc nhà. Vụ này 9 người chết. 13 người bị thương, thiệt hại lớn cho nhà ga Sài Gòn. Cuộc phá hoại này đã gây xúc động và bấn loạn cho đồng bào thủ đô Sài Gòn. Nội loạn từ bên trong, giặc xâm nhập dễ dàng từ bên ngoài. Tình thế càng bi đát, chính phủ Trần Văn Hương thật sự đứng trước phong ba, bão tác. Thời cơ đã đến với tướng Nguyễn Khánh. Chiều hôm 29, 11, 1964 tướng Nguyễn Khánh đáp máy bay đi Đà Lạt và ngủ đêm ở đấy đồng thời đánh điện về Sài Gòn thông báo cho Hội đồng tướng lãnh ngày 30 tháng 11 năm 64 sẽ có cuộc họp khẩn cấp tướng lãnh tại Đà Lạt. Thế là ngày 30 tháng 11 năm 64 hai phi trường Liên Khương và Cam Ly có những chuyến bay quân sự đáp xuống. Trong những phiên họp như thế Đại tá Nguyễn Tránh Thi vẫn là người to tiếng mạt sát lung tung. Lúc bấy giờ Đại tá Nguyễn Tránh Thi là cánh tay phải của tướng Nguyễn Khánh. Phiên họp được đúc kết như sau, ủng hộ một tránh quyền lành mạnh, yêu nước, không bị áp lực. Dự bị thiết lập hội đồng quân lực, mổ xẻ, phân tách buổi họp của hội đồng tướng lãnh là thấy ngay những âm mưu mới của Nguyễn Khánh rồi. Hội đồng tướng lãnh đòi hỏi một tránh quyền không bị áp lực thì chỉ có tướng lãnh nắm quyền mới thực hiện được trong giai đoạn này. Tướng lãnh nắm quyền là ai? Chẳng ai khác lạ là Nguyễn Khánh, đồng thời thiết lập SDQL để gây áp lực cho chính phủ dân sự. Nguyễn Khánh nắm được chính phủ với chức thủ tướng thì SDQL là một thứ cố vấn đã là cố vấn tất nhiên mất tiêu cái áp lực thường xảy ra cho các chính khách nắm chức thủ tướng. Sau khi hội đồng tướng lãnh nhóm họp, đến ngày 8 tháng 12 năm 1964 chính phủ Trần Văn Hương phản đối sự chỉ định một ủy ban của Thượng hội đồng quốc gia với mục tiêu xét lại thành phần chính phủ. Tướng Nguyễn Khánh lại họp tướng lãnh ở Bộ Tổng tham mưu đứng về phe tránh phủ, gian trá, quyết định thành lập SDQL và bất tín nhiệm Thượng hội đồng quốc gia. Thế là Thượng hội đồng quốc gia bị giải tán ngày 20 tháng 12 năm 1964. Chính phủ Trần Văn Hương xa vào bẫy của Nguyễn Khánh đành phải chơ vơ vậy. Chúng tôi đã đề cập đến những âm mưu liên tục của tướng Nguyễn Khánh diễn tiến ngày giải tán Thượng hội đồng quốc gia. Bây giờ, trở lại với bốn tướng Đà Lạt qua giai đoạn ly kỳ thất sủng của những con hùm xám này. 3. Bốn tướng hê năm tướng Đà Lạt, sự thật trong biến cố 30 tháng 1 năm 1964 tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Tránh thi phong tỏa tư ra đến năm vị tướng, chưa kể đến điệp viên trung tá phòng nhì Pháp Trần Đình Lan. Năm tướng đó là Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính, Nguyễn Văn Vĩ. Tất cả các tướng này chỉ phản ứng nhẹ nhàng trong đêm 29 tháng 1 dạng ngày 30 tháng 1 năm 1964. 4 giờ chiều các tướng này bị bắt được đưa về trại Hoàng Hoa Thám của sư đoàn dù trên đường Lê Văn Duyệt các tướng bị áp giải bằng những xe quân cảnh có còi hú với một đại đội dù hộ tống. Tướng Trần Văn Đôn và tướng Tôn Thất Đinh cùng đi trên xe Chevrolet. Tướng Nguyễn Văn Vĩ dùng riêng một xe, tướng Lê Văn Kim và Mai Hữu Xuân đi một xe, riêng Trung tá Trần Đình Lan bị giam giữ ngay trong đêm 30 tháng 1 năm 64. Về đến trại Hoàng Hoa Thám các tướng Đà Lạt bị giam trong các phòng của sĩ quan độc thân sư đoàn dù người chỉ huy giam giữ vẫn là đại tá Nguyễn Tránh Thi và ông ta đã hiện điện ngay khi năm tướng lãnh đến nơi. Đại tá Nguyễn Tránh Thi luôn luôn nổi nóng bất tử, vì thế ông ta đã chỉ mặt tướng Trần Đôn mà nói, đờ, em, tướng gì mày mà tướng. Và trở lại đánh bất kể vào trung tá Trần Đình Lan mà đại tá Nguyễn Tránh Thi kết tội là Việt Gian cho Tây. Đại tá Nguyễn Tránh Thi đằng đằng sát khí như thế, nên các tướng lãnh bị bắt trông vẻ lo sợ riêng tướng Trần Văn Đôn vẫn bình tĩnh hầu như nhận định được sự hỗn láo của đại tá Nguyễn Tránh Thi. Tuy nhiên trong cơn thất thế này, tướng Trần Văn Đôn đành bó tay. Thái độ của đại tá Nguyễn Tránh Thi như vậy, nên về sau tướng Trần Văn Đôn đã nói với bạn bè rằng, trong đời binh nghiệp của ông, chưa có ai dám nhục mạ ông như đại tá Nguyễn Chính Thi. Trong cử chỉ do tướng Trần Văn Đôn muốn diễn tả đại tá Nguyễn Tránh Thi là người vô học các tướng bị giữ ở tại HHT qua nhiều tiếng đồng hồ. Mãi đến gần 6 giờ chiều, tướng Nguyễn Văn Vĩ được tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Tránh Thi để cho ông ra về tự đo. Tướng Nguyễn Khánh đã thú nhận sự lầm lẫn đối với tướng Nguyễn Văn Vĩ nên giải bày như một lời xin lỗi quan trọng. Việc bắt giữ tướng Nguyễn Văn Vĩ là do sự nghi ngờ của đại tá Nguyễn Tránh Thi cho rằng vị tướng này có liên hệ với trung tá Trần Đình Lan đó là sự nhầm lẫn lớn lao của ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964. Khi tướng Nguyễn Văn Vĩ ra về, mấy phút sau bốn tướng Đà Lạt bị áp giải lên tổng tham mưu. Một phiên họp kín xảy ra ngay tối hôm đó do tướng Nguyễn Khánh triệu tập các tướng lãnh để giải quyết vấn đề bốn tướng này. Cuối cùng tất cả đều đồng ý với đại tá Nguyễn Tránh Thi đưa bốn tướng ra vùng 1, giam tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Các tướng bị giam ở Sơn Trà chọn một ngày rồi phân tán ngay ngày hôm sau tướng Trần Văn Đôn và Lê Văn Kim đi Đà Lạt, tướng Mai Hiếu Xuân bị giữ ở Mang Cá, Huế, tướng Tôn Thất Đính bị giữ tại Pleiku. Mãi đến 6 tháng sau mới tập trung tất cả về Đà Lạt để ra trước hội đồng tướng lãnh trả lời nhiều câu hỏi hóc búa về tiền tài, thời sự, đời sống bốn tướng mỗi người một nơi. Họ lâm vào cảnh, hùm xa cơ thất thế, tuy bị quản thúc, đời sống bốn tướng Đà Lạt an nhàn như vua chúa. Người hầu kẻ hạ vẫn đầy đủ vợ con thăm viếng thường xuyên, thỉnh thoảng lại tiếp người tình hoặc gái làng chơi, chỉ có cái buồn thấm nguồn là mất quyền, nhớ lại những ngày chỉ tay năm ngón mà nuốt hận, trong đó lẫn lộn đắng cay của binh nghiệp, nay mỗi người một ngả, tướng này ở đồng bằng, tướng kia ở cao nguyên, tướng nọ ở xứ lạnh, ngậm ngùi tiếc rẻ, hổ nhớ rừng, từ năm tướng bị bắt đã giảm xuống thành bốn tướng. Những tướng này bị chỉnh lý kết tội trung lập, thân cộng, thân tây. Nhưng ngày chỉnh lý không lấy gì làm khốc liệt, đây là một sự tranh chấp quyền hành trong hội đồng tướng lãnh. Dù sao bốn tướng Đà Lạt là thứ tướng thật qua thời gian khá dài cấp bậc của quân đội. Nên bắt đầu chỉnh lý, Nguyễn Khánh đã tỏ vẻ e rẻ ra mặt. Chỉ một đại tá Nguyễn Tránh thi nhục mạ tướng Trần Văn Đôn kịch liệt và xỉ vả ba tướng còn lại. Đại tá Nguyễn Tránh thi, một mình một trợ thao túng cái tính nóng này của mình bốn tướng Đà Lạt như hồ nằm cũi nên ngậm miệng chịu trận. Khi bị áp giải khỏi Sài Gòn, cuộc sống riêng biệt mỗi người một nơi nhưng vẫn thong thả, dù rằng lúc nào bên cạnh các tướng cũng có quân cảnh canh chừng. Những ngày chia cách bốn tướng Đà Lạt là một lối giam lòng. Ở Đà Lạt thỉnh thoảng dân chúng thấy tướng Đôn hay tướng Kim Dong chơi ở phố. Ở Pielco, tướng Tôn Thất Đính, thong dòng đó đây. Nhà cửa các tướng ở toàn villa đẹp đẽ nhất tỉnh khi bốn tướng được hội đồng tướng lãnh tập trung về đà lạt thì các món ăn chơi được tổ chức thường xuyên nhà nhảy đầm gái cờ bạc đều có cả lúc gặp nhau ở đà lạt bốn tướng mừng rỡ năm tháng xa cách nay mới được hội ngộ tâm sự với nhau trăm ngàn chuyện phải nói các tướng phải chuẩn bị để trả lời những thắc mắc của hội đồng tướng lãnh sắp nhóm họp và có thể nói một phiên họp hạch tội sắp xảy ra đó là mối lo âu của bốn tướng lãnh đà lạt bốn tướng Đà Lạt mang mối hận lớn với Đại tá Nguyễn Tránh Thi và tướng Nguyễn Khánh. Đại tá Nguyễn Tránh Thi đánh đập Trung tá Trần Đình Lan đến đổ máu, đó là một hình thức giàn mặt bốn tướng. Tướng Tôn Thất Đính là vị tướng nóng nảy nhất đành nuốt hận nhìn cái lỗ máng của Đại tá Nguyễn Tránh Thi. Quất ức dâng lên tràn ngập mà phải bó tay chịu trận. Tướng ít nói, âm thầm nhất là tướng Lê Văn Kim người đã từng giữ chức ủy viên ngoại giao trong hội đồng tướng lãnh lúc cách mạng 1 tháng 11 năm 63 thành công. Trong bốn tướng Đà Lạt phải nói tướng Lê Văn Kim là người giỏi nhất, người mà Nguyễn Khánh cho rằng đáng ngại vô cùng. Cuộc chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 mở đầu giai đoạn mất chỗ đứng của bốn tướng Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính. Những người hùng cách mạng này hầu như bị vắt tranh bỏ vỏ trong lãnh vực điều binh khiển tướng danh vọng đột nhiên đến rồi cũng vụt cánh bay mau trong công danh phù phiếm. Từ ngày đến Sơn Trà rồi qua đến Mang Cá, Huế, tướng Mai Hữu Xuân không còn thái độ dũng mãnh như ngày cách mạng bùng nổ. Đối với cố đô Huế dân chúng không mấy hiểu rõ về tướng Mai Hữu Xuân. Và quân đội địa phương chỉ biết vị tướng này trước kia giữ chức giám đốc nhà an ninh quân đội. Rồi khi Tổng thống Ngô Đình Diệm về nước trong thời gian ngắn, tướng Mai Hữu Xuân mất chức. Từ đó, tướng Mai Hữu Xuân chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Quang Trung, nhưng ở Sài Gòn danh tiếng tướng Mai Hữu Xuân vang dội, ai ai cũng biết tới nhất là vùng Trợ Lớn. Có người bảo tướng Mai Hữu Xuân thân tây thực sự, bốn, tướng Mai Hữu Xuân, tướng Mai Hữu Xuân nguyên là một viên chức cảnh sát công an, rất có khiếu về tổ chức tình báo mật vụ, một nhân viên tình báo dưới thời tướng Mai Hữu Xuân nói rằng hiện nay tướng Mai Hữu Xuân ở nhà, thất sủng nhưng nếu ai hỏi lý lịch của Nguyễn Hữu Thọ, VC, hoặc một tên cướp nào khá nổi danh, tướng Mai Hữu Xuân có thể xác nhận hồ sơ đó nằm ở hộp số mấy ở Tổng Nha Cảnh sát. Nhờ có nhiều kinh nghiệm nên tướng Mai Hữu Xuân đã gặt hái nhiều kết quả trong đời tình báo của ông. Vì thế bị giam lòng ở mang cá, tướng Mai Hữu Xuân ít ăn, ít nói, nếu không bàn cập đến sự chán đời với công danh, địa vị tuy nhiên mối hoài bão của ông luôn luôn là phục hận bất cứ thời gian nào sẽ đến những người lính chiến những quân cảnh canh chừng những nhân viên ở đồn mang cá đều xác nhận trong thời gian ở đó tướng mai hữu xuân không một thái độ hung hăng như tiếng đồn họ đã nghe từ trước ông ta có vẻ đăm chiêu suy nghĩ uống rượu suốt ngày suốt đêm nhưng tiểu lượng mạnh nên vẫn tỉnh táo đối với lính tráng tướng mai hữu xuân rất ôn tồn nhưng thỉnh thoảng hay gắt gỏng lính quân cảnh theo sát canh chừng ông ta. Vì thế bình sĩ canh chừng những, hùm sáng, này đều khổ tâm. Thỉnh thoảng tướng Mai Hữu Xuân bất thần lên xe ra thành phố Huế làm cho quân cảnh quính lên. Luật được ban ra cho đồn mang cá là khi tướng Mai Hữu Xuân đi đâu cũng phải được lệnh chấp thuận của ông tiểu khu trường và tướng tư lệnh vùng. Và bảo thông báo trước 6 tiếng đồng hồ, nhưng hầu như bốn tướng Đà Lạt bất chấp điều đó các tướng muốn đi là đi và vô tình làm cho lính quân cảnh bị phạt oan. Người bướng bỉnh nhất là tướng Tôn Thất Đính ở vùng 2, Pleiku. Những ngày sống ở đồn mang cá, tướng Mai Hữu Xuân lánh mặt tiếp xúc với mọi người. Ông chỉ tiếp vợ con ở Sài Gòn ra mà thôi và suốt ngày giết thời gian bằng whisky thượng hạng. Tướng Nguyễn Khánh thỉnh thoảng đến thăm tướng Mai Hữu Xuân hoặc cử các sĩ quan cao cấp qua mang cá tiếp xúc để nhận những phương tiện tướng Mai Hữu Xuân đòi hỏi. Tướng Mai Hữu Xuân lừng lẫy một thời, nay phải nép mình trong đồn binh mang cá, suốt ngày uống rượu nhìn cảnh đời trôi qua. Tướng Nguyễn Khánh và Đại tá Nguyễn Tránh Thi luôn luôn cho rằng tướng Mai Hữu Xuân là người nham hiểm. Vì tướng Mai Hữu Xuân là một chuyên viên về điệp báo, sự giam dự tướng Mai Hữu Xuân ở vùng hỏa tuyến là một lý do chính đáng đối với tướng Nguyễn Khánh và Đại tá Nguyễn Tránh Thi. Lý do đó đơn giản là đối với binh sĩ ở vùng 1, tướng Mai Hữu Xuân rất xa lạ dù ông là người nổi tiếng. Quan niệm bắt được Hùng phải nhổ nanh, nhổ móng là thế. Riêng về tướng Mai Hữu Xuân những ngày ở đồn binh mang cá, ông không thèm tiếp tướng Nguyễn Khánh nếu ông nảy đến đây. Tướng Nguyễn Khánh giận lắm mà không biết phải giết hay giam cầm mãi tướng Mai Hữu Xuân. Trong khi đó lớp tướng trẻ trong hội đồng tướng lãnh cương quyết giữ lập trường thanh trừng bốn tướng Đà Lạt đến mức tối đa và vĩnh viễn không cho đáo lai thủ đô Sài Gòn. Nhất là tướng Trần Văn Đôn và Tôn Thất Đính trong các vị tướng trẻ hăng say là Vĩnh Lộc, Lê Nguyên Khang, Nguyễn Cao Kỳ và Cố Nhiên luôn luôn có mặt của Đại tá Nguyễn Tránh Thi. Khách quan nhận định thì bốn tướng Đà Lạt ngoại trừ một phần nhỏ tướng Lê Văn Kim, còn ba tướng còn lại đều là những tay chơi, khét tiếng. Bốn vùng chiến thuật, binh sĩ đều truyền miệng với nhau lối ăn chơi, trai gái của hai, anh hùng, Trần Văn Đôn và Tôn Thất Đính và có nhiều giai thoại về tướng Trần Văn Đôn ở Đà Nẵng khi ông giữ chức tư lệnh quân đoàn 1. Tướng, giam lỏng, đồn mang cá mai hữu xuân trải qua giai đoạn cô đơn, thất sủng nhất của cuộc đời ông. Tuy không nói năng gì, nhưng vẻ mặt bất cứ lúc nào cũng chứa đựng uất ức. Nếu uất ức trồng chất, tướng Mai Hữu Xuân thường gắt gỏng đám quân cảnh cứ theo cò giò canh chừng ông ta. Bị giam lòng mà ai cũng sợ, cũng kính nể là điều lạ đối với những người tù đầy bị giam lòng mà ăn sung mặc sướng, uống rượu không ngừng. Vô tình tướng Nguyễn Khánh đã tự phá sản để nuôi dưỡng những con hổ xa cơ nhớ rừng này. Đối với tướng Mai Hiệu Xuân, tướng Nguyễn Khánh là một thằng hèn và không thâm niên cấp bậc. Ngày xưa Nguyễn Khánh với tướng Mai Hiệu Xuân cũng là tình bạn hiểu. Ngày nay vì công danh, Nguyễn Khánh mù quáng nghe lời đại tá Nguyễn Tránh thi mạt sát ông ta và ba tướng đồng chí một tháng 11 năm 63. Tướng Mai Hữu Xuân coi thường Nguyễn Khánh không mã thưởng và võ nghiệp. Tướng Nguyễn Khánh mua chuộc các tướng trẻ đã bị quên lãng khi cách mạng 1 tháng 11 năm 63 thành công. Đồng thời Nguyễn Khánh giam lỏng tướng Mai Hữu Xuân quá xa thủ đô Sài Gòn chỉ vì Nguyễn Khánh cho rằng tướng Mai Hữu Xuân dính líu vào việc giết tổng thống Ngô Đình Diệm hơn là kết tội ông ta thân tây và trung lập. Như trên đã nói tướng Mai Hữu Xuân là vị tướng bị nghi ngờ ra lệnh giết Tổng thống Ngô Đình Diệm vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963. Trước sự nghi ngờ mỗi ngày mỗi gia tăng mà tướng Mai Hữu Xuân không một lời phản ứng trước dư luận quần chúng ghét và ủng hộ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nguyên nhân đó làm cho tướng Mai Hữu Xuân càng ngày càng đi vào bóng tối chính trị và chức tướng của ông trong quân đội. Hậu quả của ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 tướng Mai Hữu Xuân bị đầy ở đồn mang cá làm cho một số người ủng hộ Tổng thống Ngô Đình Diệm hết sức hài lòng. Sau cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhiều tướng lãnh phẫn uất như Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính, Đỗ Mậu, Nguyễn Tránh Thi, Nguyễn Khánh, đã chất vấn hai lãnh tụ đầu não một tháng 11 năm 63 là tướng Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn về cái chết bi thảm đó thì tướng Dương Văn Minh đã trả lời, chuyện ấy đã qua rồi, hỏi làm gì nữa. Tướng Mai Hữu Xuân bị tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Tránh thi kết tội đã giết Tổng thống Ngô Đình Diệm hơn là bắt giữ ông ta về trung lập, thân Tây. Những ngày ở đồn mang cá là thời gian suy ngẫm cuộc đời đen bạc. Chính tướng Mai Hữu Xuân đã từng nói ông không còn tha thiết công danh nữa. Ông chỉ thích giải ngũ để sống an thân, và việc đó ông đã toại nguyện. Vì thế sau khi tướng Nguyễn Khánh cho bốn tướng Đà Lạt trở lại thủ đô Sài Gòn, tướng Mai Hữu Xuân từ chối sống cuộc đời quân ngũ tiếp tục. Nam, tướng Trần Văn Đô với Đà Lạt mây mù, trong bốn tướng Đà Lạt, tướng Đôn được cho là hào hoa, bảnh trai nhất. Và cũng là vị tướng lý tưởng của thanh niên, dân chúng trong cách mạng 1 tháng 11 năm 63. Người hùng cách mạng này đã có nhiều giai thoại tình ái với nhiều giai cấp phụ nữ. Những chuyện tình của tướng Trần Văn Đôn hấp dẫn đến nỗi lần át cả cuộc đời binh nghiệp của ông ta. Người ta nói tướng Trần Văn Đôn là người tình của bà Ngô Đình Nhu và khi tướng Trần Văn Đôn giữ chức tư lệnh quân đoàn y, ông đã được nhiều thiếu phụ địa phương mê mệt. Người ta bảo là ông đã chú ý tới một cô gái mới lớn, con của một sĩ quan cấp quý tên Thành Dầu có đang làm việc tại quân trấn Đà Nẵng vào thời ấy, nhưng cô này lại đang phải lòng một vị bác sĩ quân y. Người ta cũng nói đến mối tình của ông với một nữ kịch sĩ và vụ tình này đến tai Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Ngu, cho nên khi bị bắt lên Đà Lạt với khung cảnh buồn tẻ mây mù gió lạnh quanh năm tướng trần văn đôn không thể quên lãng lạc thú ở đời cần phải được tận hương lắm mệnh phụ đài các ở sài gòn cũng đều công nhận tướng trần văn đôn với vóc dáng lời ăn tiếng nói thu hút những người đàn bà đối điện một phần các bà các cô mê tướng trần văn đôn vì ông ta hào hoa đẹp trai và chức tước lớn chính đại tá nguyễn chánh thi đã giản mặt tướng trần văn đôn tại căn nhà dành cho sĩ quan dù ở trại hoàng hoa thám rằng tướng gì mà chuyên môn lăng nhăng với vợ người cố nhiên tướng trần văn đôn trong lúc xa cơ thất thế phải làm thinh trước sự nổi lửa tâm tính và lời thoá mạ không cần bằng cớ của đại tá nguyễn chánh thi câu nói đó đại tá nguyễn chánh thi còn lập lại nhiều lần khi hội đồng tướng lãnh tập trung các tướng trần văn đôn tôn thất đính lê văn kim và mai hữu xuân về đà lạt để hạch tội kết cuộc trong buổi họp này tất cả bốn tướng đều bị kết án có tội trung lập thân pháp sdtl kể từ đó không cho bốn tướng đà lạt giữ chức chỉ huy và đưa bốn tướng về sài gòn làm cố vấn cho hội đồng tướng lãnh tuy tướng trần văn đôn là người được về sài gòn đầu tiên nhưng phải mất thời gian khá dài mới có mặt ở sài gòn vì nhóm tướng trẻ cùng tướng nguyễn khánh đã chấp thuận đưa bốn tướng về sài gòn nhưng đến khi bốn tướng chuẩn bị hành trang thì có sự phản ứng cho nên bốn tướng đà lạt cứ thúc thù tại đà lạt mãi Tướng Trần Văn Đôn những ngày ở Đà Lạt vẫn giữ nếp sống phong lưu như ngày nào còn tại chức. Ông du hí thường xuyên mỗi khi vắng cảnh vợ con lên thăm. Tình trạng của một người thất sủng như tướng Trần Văn Đôn chẳng còn gì để mong muốn nữa. Một vài nhân chứng ở cạnh tướng Trần Văn Đôn lúc bấy giờ cho biết phong cách ăn chơi của tướng Trần Văn Đôn đúng đắn giai cấp thượng lưu. Ông lại có đức tính hiền từ, nếu ông từ chối việc bẻ hoa ngắt bướm thì là một vị tướng hoàn toàn chân chính từ ngày 30 tháng 1 năm 64 tức là ngày chỉnh lý của tướng Nguyễn Khánh cướp công của tướng Trần Thiện Khiêm, tình hình tưởng chừng sáng sủa, ai ngờ lại càng đen tối hơn. Tướng Trần Văn Đôn bị bắt và trở nên mất phong độ một vị tướng, thần tượng, một thời. Tướng Trần Văn Đôn bị bắt được coi là oan uổng lúc bấy giờ. Nhiều người cho rằng bốn tướng Đà Lạt đã bị Hoa Kỳ vắt tranh bỏ vò. Ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 63 là công lớn của bốn tướng Đà Lạt, nhưng khi họ bị bắt, Phật giáo lại hững hờ như không màng nghĩ tới. Nếu lúc bấy giờ Phật giáo nổi lên phản đối thì tướng Nguyễn Khánh sẽ đứng bên bờ vực thảm chính trị. Cách mạng 1 tháng 11 năm 63 thành công, một hàng sĩ quan thân cận chế độ Ngô Đình Diệm bị giải ngũ với nhiều nguyên do. Sau ngày chỉnh lý lại một lần nữa nhiều tướng lãnh, sĩ quan hồi hưu hoặc được giải ngũ về lý do kỷ luật. Trong ấy bốn tướng Đà Lạt được sắp xếp đợi ngày thuận tiện trở về với dân đen tầm thường. Viễn ảnh ấy tướng Trần Văn Đôn đã biết trước, vì ông là một trong những cấp trung tướng kỳ cựu thâm niên quân vụ. Một vị tướng vang dậy bốn vùng trong 9 năm dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm và người hùng diệt binh chiến thắng trên đường thống nhất ngày cách mạng thành công. Tình trạng của tướng Trần Văn Đôn như thế nên sau ngày ở Đà Lạt về, tướng Nguyễn Khánh và các tướng trẻ không cho ông giữ một chức vụ nào. Và đợi ngày từ biệt đời sống quân ngũ, bị giam cầm lòng ở Đà Lạt, trong khung cảnh buồn tẻ tướng Trần Văn Đôn tìm được những giờ phút an nhàn sau nhiều năm giữ chức tư lệnh vùng, quyền tổng tư lệnh, khi đại tướng Lê Văn Tị bị bệnh, cố vấn quân sự bên cạnh tổng thống Ngô Đình Diệm, sau cùng là tổng trưởng quốc phòng của chính phủ chuyên viên đầu tiên của cách mạng tháng 11 đến 63 thành công. Những ngày này tướng Trần Văn Đôn thấy chức tướng của mình lênh đênh. Nhưng ông lại có nhiều tham vọng chính trị, vì thế, trong thâm tâm, tướng Trần Văn Đôn bắt đầu chuyển hướng sự chuyển hướng này đã cho quần chúng quân nhân thấy rõ là ông không mơ mộng chiếm giữ địa vị trong quân đội nữa chắc rằng trong thời kỳ này tướng trần văn đôn manh nha địa bàn hoạt động khi ông trở lại đời sống thường dân đúng như vậy sau khi giải ngũ tướng trần văn đôn thành lập mặt trận cứu nguy dân tộc trong biến cố mậu thân và đắc cửa tại thượng nghị viện thụ ủy liên danh nông công binh tướng trần văn đôn thật sự trở thành chính trị gia có tiếng vang trong và ngoài nước những người thân cận bênh vực cho tướng Trần Văn Đôn thì cho rằng ngày chỉnh lý của Nguyễn Khánh đã đưa đầy phương tiện, rũ nợ tang bồng, cho tướng Trần Văn Đôn trở thành tránh khách đầy hy vọng trong tương lai. Trái lại, một số người khác, không cùng lập trường với tướng Trần Văn Đôn lại nói, ngày chỉnh lý là dầu hằn đau xót trong trí óc ông ta. Ngày phân tán bốn tướng lãnh Đà Lạt ở Sơn Trà đã để lại cho tướng Trần Văn Đôn ấn tượng kỷ niệm đau buồn nhất. Ông không ngờ sau những năm phục vụ, vụ mệt mỏi trong quân đội lại bị xảy ra biến cố trầm trọng mất ghi danh ông ta qua ngày 30 tháng 1 năm 1964. Mỗi tướng lãnh Đà Lạt đều có tâm sự riêng tư cho đời binh nghiệp. Những buồn vui, hiền hách, hách địch hầu như đến với bốn tướng trong giai đoạn này, tướng Trần Văn Đôn là vị sao sáng nhất trong đám. Vì thế ông càng ngậm ngùi, trước khi mỗi người mỗi ngả, bốn tướng Đà Lạt không nói nên lời. Họ cố gượng cười tươi tỉnh để khỏi bị cái yếu hèn lấn át con nhà tướng. Bốn người bắt tay nhau, trong cái bắt tay đầy gắn bó ấy chưa đựng tâm tư nặng trĩu và ngầm bảo, con trời, còn đất, chúng ta còn gặp nhau. Cố nhiên, tướng Trần Văn Đôn vẫn giáp tâm, một ngày đẹp trời nào đó mối thủ đối với Nguyễn Khánh, Nguyễn Tránh Thi sẽ được phục hận. Tại Đà Lạt, một đời sống đã đến với tướng Trần Văn Đôn. Ông không u sầu như lúc bị bắt giữ ở trại Hoàng Hoa Thám qua Tổng Thăm Mưu và cuối cùng là tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Tướng Trần Văn Đôn tươi tỉnh hẳn trái ngược với mây mù buồn bã quanh năm của Đà Lạt. Tướng Trần Văn Đôn được tiếp gia đình vợ con dễ dàng hơn lúc nào ở Sơn Trà. Không khí gia đình một phần lớn làm ông nghĩ đến việc gác kiếm và mộng công hầu. Các người thân cận có cảm tưởng tướng Trần Văn Đôn bất cần công danh nữa. Cái hào hoa phong nhã dồn dập trở lại để cho ông tiêu khiển trong thời gian ngồi chơi sôi nước này đã là có tiếng ăn chơi, nay rỗi rảnh, nhàn du, tướng Trần Văn Đôn tận hưởng tuyệt đỉnh những gì mình ưa thích. Và bây giờ ông không còn dè dặt nữa, cho nên bị giam giữ, tướng Trần Văn Đôn vẫn nhảy đầm, trai gái đủ hạng, đó là sở thích của ông. Và có lẽ chính ông và tướng Tôn Thất Đính yêu cầu mở vũ trường sau ngày cách mạng tháng 11 đến 63 thành công. Có nhiều người ở Đà Lạt cho biết, khi tướng Trần Văn Đôn bị cô lập tại đó ngôi biệt thự của ông được lắm người thăm viếng. Đàn ông có, đàn bà có, tình nhân cũ cũng có. Nhưng phần đông những người đàn bà thượng lưu mê say ông thường kín đáo giao du với ông. Chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964 là kinh nghiệm lớn lao trong đời làm tướng và hoạt động chính trị sau này của ông Trần Văn Đôn. Dù không mấy gặt hái thành quả sau ngày quản thúc ở Đà Lạt, tướng Trần Văn Đôn vẫn được quần chúng chú ý. Trước ngày ứng cử thụ ủy liên danh nông công binh tại Thượng nghị viện, nhiều dư luận bảo rằng dù nhiều tham vọng trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tướng Trần Văn không thể đạt được ý muốn. Vì ông là người Việt Nam với tờ khai sinh ở tại Coderon, Bóc Đô, Pháp, và chính ông có thêm tên Tây là Andre Trần Văn Đôn. Đó là dư luận, nhưng trên thực tế đúng như vậy không? Ngày 20 tháng 10 năm 64 là ngày bốn tướng Đà Lạt bị đem ra xử trước SDTL nhưng oái oăm trong hội đồng tướng lãnh đó lại có mặt của tướng Dương Văn Minh, thủ lãnh ngày 1 tháng 11 năm 63 của bốn tướng Đà Lạt. Tướng Dương Văn Minh cố nhiên không chất vấn gì mà còn bênh vực bạn mình. Tuy nhiên với hội đồng tướng lãnh gồm toàn cấp trẻ đã kết tội tướng Trần Văn Đôn thân Tây, trung lập và móc nối trung tá tình báo Trần Bình Lan. Cũng kể từ ngày đó tướng Trần Văn Đôn mất chức chỉ huy trong 3 năm. Hình thức thì như thế. Song SDTL trẻ đã chuẩn bị cho ngày giải ngũ của tướng Trần Văn Đôn. Ở Đà Lạt về, tướng Trần Văn Đôn nghỉ ngơi thời gian ngắn rồi bất thần xuất hiện với tư thế một chính trị gia. Ông tỏ rõ lập trường đối lập với chính phủ một thời. Nhưng đối lập không mấy nổi bật với dân chúng, ngoài những buổi họp của hội tướng lãnh hồi hưu để tưởng nhớ ngày chiến thắng cách mạng 1 tháng 11 năm 63, tướng Trần Văn Đôn hầu như hoạt động tránh trị tách rời với nhóm tướng đó duy chỉ có tướng Tôn Thất Đính là bạn đồng hành với ông. Tuy nhiên lắm lúc hai ông tướng thân nhau này cũng hục hạc. Và tướng Trần Văn Đôn đã rút tên giám đốc chính trị trên nhật báo công luận của tướng Tôn Thất Đính. Theo nhận định của dân chúng, tướng Trần Văn Đôn tách rời nhóm tướng lãnh 1 tháng 11 năm 63 là việc làm khôn ngoan của ông. Dù sao người ta nghĩ rằng tướng Dương Văn Minh đã một thời làm quốc trưởng mà bị gãy đổ một cách không thể tưởng được. Như thế chứng tỏ cái tài của nhóm tướng lãnh 1 tháng 11 năm 63 đi đến đâu? Sự liên hệ giữa tướng Trần Văn Đôn với các tướng lãnh chủ chốt ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 63 đã làm cho một số lớn dân chúng tưởng nhớ đến cố Tổng thống Ngô Đình Diệm chống lại ông. Nhưng những người thông thạo chính trị đều quả quyết rằng, kinh nghiệm Phật giáo năm 1963 hạ bệ cố Tổng thống và sự hững hờ của Phật giáo khi ông bị tướng Nguyễn Khánh Quản Thúc đã cho ông giữ miếng với đoàn thể này tách rời khỏi sự hoạt động với Dương Văn Minh, tướng Trần Văn Đôn được coi là khôn khéo dù ông chủ trương, thuyết đứng giữa, bị chỉ trích tơi bời và lối đối lập chính phủ đầy tiêu cực của ông. Thời gian bị quản thúc ở Đà Lạt, tướng Trần Văn Đôn dù muốn dù không cũng tự kiềm thảo lại bản thân trong hai mươi mấy năm hiền hách của mình. Và cũng trong giai đoạn này tướng Trần Văn Đôn buông trôi thời gian trong các cuộc, du hí. Một người công danh lớn lao đã đến, khi bị thất thế xa cơ đều như thế cả Cho nên khi bốn tướng Đà Lạt được tập trung về ở đây Họ tự coi bị gán tội Bốn tướng tổ chức nhảy đầm liên tiếp như một lối giải sông Bốn tướng gặp nhau tay bắt mặt mừng Tổ chức ăn nhậu Gái nhảy đưa từ Sài Gòn lên và họ tha hồ chắc táng thâu đêm Trong những lúc nhảy đầm như thế Thỉnh thoảng có sự tham dự của tướng Nguyễn Khánh Bài bạc cũng được gây sòng Tướng Trần Văn Đôn rất ưa thích món này nhưng ông chỉ chuyên về tứ sắc và bài xếp. Cố nhiên cũng có những mệnh phụ giàu sang tham gia, và ăn thua lớn lên đến bạc triệu. Những vụ cờ bạc này chúng tôi sẽ viết vào chương nói về tướng tôn thất đính. Nhưng vì trong mùa bầu cử bán thượng viện sắp đến, chúng tôi không muốn sách này có ảnh hưởng với tướng tôn thất đính. Trở lại tướng Trần Văn Đôn với mây mù Đà Lạt. Tướng Trần Văn Đôn thật ra là vị tướng tốt. Tốt ở đây là từ tính tình cho đến việc điều binh nhưng ông lại là người của Tân Bốc và nghe lời kẻ su nịnh. Và nhiều sĩ quan nói rằng tướng Trần Văn Đôn có tính xấu là thủ vật dù người đó là đàn bà con gái. Nguyên do đó là lúc cách mạng thành công, tướng Trần Văn Đôn được giữ Tổng trưởng Quốc phòng. Ngày nhận chức, tướng Trần Văn Đôn tập trung sĩ quan, nhân viên trong bộ quốc phòng đứng dưới sân cơ để ông thổ lộ đôi lời. Khi đi thăm các cơ sở, tướng Trần Văn Đôn đã hỏi về bà Đại úy về là một sĩ quan nữ trợ tá cao cấp nhân viên ở đây cho biết bà đại úy về đi học Hoa Kỳ, tướng Trần Văn Đôn giận đỏ mặt rồi nói, bà ấy về sẽ biết tôi. Mọi người đều ngơ ngác, có người hiểu chuyện thì bảo rằng tướng Trần Văn Đôn xích mít gì đó với bà về lúc ở vùng 1. Nên ông ghét cay, ghét đắng bà này. Câu chuyện giữa bà Đại úy Vẻ và tướng Trần Văn Đôn không biết có đích thực do miệng tướng Trần Văn Đôn thốt ra không? nhưng một số sĩ quan và hạ sĩ quan cùng nhân viên dân chính trong bộ quốc phòng thời ấy cho rằng tướng đôn không có thiện cảm với người đàn bà đã làm mất lòng ông khi ở vùng một nhưng dầu sao tướng trần văn đôn là người hào hoa thì chẳng bao giờ đánh người đàn bà với nhánh hoa hồng đời làm tướng của ông trần văn đôn cũng có khá giai thoại điều dễ hiểu trong hàng tướng ông trần văn đôn là người nổi bật hơn cả và là người xưng tôi với cố thống ngô đình diệm đó là điểm đặc biệt của các vị tướng trẻ dưới thời chế độ ngô đình diệm có nhiều người bắn tiếng cố tổng thống không ưa thích tướng trần văn đôn vì ông ta thân tây điều này rất sai lạc cố tổng thống ngô đình diệm rất trọng tướng trần văn đôn vì chữ trọng ấy nên không có chữ thương yêu như con cái trong nhà dường như cố tổng thống diệm muốn tướng trần văn đôn như đại tướng lê văn tị để tổng thống kết bạn dễ dàng riêng tướng Trần Văn Đôn cũng kính Tổng thống Ngô Đình Diệm hết mực. Nếu những ai không mấy hiểu sự cung kính của tướng Trần Văn Đôn khi vào Dinh Gia Long thì cũng đã từng thấy những bức ảnh treo ở các phòng thông tin trên toàn quốc, thấy rõ tướng Trần Văn Đôn đứng bên cạnh Tổng thống Diệm rất khiêm nhường. Tướng T. V. Đờ tham dự đảo tránh 1 tháng 11 năm 63 với tư cách một trong những người đầu não là mối lầm lẫn nhất. Tướng Trần Văn Đôn nhìn vào khía cạnh uy quyền của Tổng thống Diệm và sự kiêu căng của ông Nhu để hạ bệ chế độ nhưng tướng Trần Văn Đôn đã quên rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm chẳng bao giờ mạt sát cấp tướng của ông như Đại tá Nguyễn Tránh Thi. Hậu quả gieo gió gặt bão đã đến cho tướng Trần Văn Đôn vào ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964 sau ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm nằm xuống một cách bất đắc kỳ từ thì tướng Trần Văn Đôn cũng xuống dốc trong cuộc đời binh nghiệp của ông nói chung những tướng lãnh nhúng tay trực tiếp vào cuộc hạ bệ Tổng thống Ngô Đình Diệm đều ở trong tình trạng ấy mà bốn tướng Đà Lạt là tiêu biểu. Có người nói dường như tướng Trần Văn Đôn là người sắp đặt căn phòng với niệm màu tương tất ở Tổng Tham Mưu để đón Tổng thống Ngô Đình Diệm từ nhà thờ cha Tam về. Nói như thế để chứng minh tướng Trần Văn Đôn không chủ tâm giết Tổng thống Ngô Đình Diệm sau ngày thành lập mặt trận cứu nguy dân tộc tướng trần văn đôn hầu như lập trường không được xác định khi thì theo tổng thống nguyễn văn thiệu khi thì đối lập lung tung rồi ông lại đi theo ấn quang rồi đến thế đứng giữa báo chí trong nước gọi ông andre đứng múa may quay cuồng trước ngày thành lập nội các trần thiện khiêm người ta thấy tướng trần văn đôn yết kiến tổng thống nguyễn văn thiệu ông tuyên bố rất nhiều và hội đàm với tổng thống thiệu nên người dân chính trị gia cho rằng tướng Trần Văn Đôn ngấp nghé ngôi thủ tướng. Nhưng rồi chức thủ tướng vào tay tướng Trần thiện khiêm từng giữ chức phó thủ tướng, kiêm tổng trưởng nội vụ của nội các Trần Văn Hương. Sau khi tướng Trần thiện khiêm thành lập chính phủ, tướng Trần Văn Đôn hãm bớt tốc bộ tuyên bố và đối lập chính phủ. Hội hè cùng khối ấn quang trong thượng viện, tướng Trần Văn Đôn hầu như không làm gì được. Liên danh nông công binh của ông từng làm thụ ủy nát như tương nghĩa là những người trong liên danh xé lẻ tham gia các khối khác. Trần Văn Đôn phải thành lập khối Cộng Hòa, khối này ra đời thì ông bắt phải thăm 3 năm. Tướng Trần Văn Đôn không tái ứng cử, nếu kỳ này tướng Trần Văn Đôn tái ứng cử mà thất cử thì không biết ăn làm sao nói làm sao. Có lẽ tướng Trần Văn Đôn đã tiên đoán được điều đó, nên cảm thấy lo ngại mà không ra nữa. U cũng là bảo toàn cuộc đời chính trị của ông. Như thế tướng Trần Văn Đôn cũng lấy kinh nghiệm 30 tháng 1 năm 64 làm tiêu chuẩn. Thất cơ lỡ vận một lần rồi, tướng Trần Văn Đôn phải lo xa hậu hoạn thêm một lần thất sủng nữa. Dư âm ngày đen tối đó còn phảng phất đâu đây? Dư âm của một vị tướng chỉ tay năm ngón bị giam lòng nhìn ngày tháng trôi qua một cách nặng nề. Dư âm của sự nhục mạ mà đàn em Nguyễn Tránh thi gào thét giữa đám đông người. Ngày qua đã trở về dĩ vãng thì hiện tại phải đắn đo cho cuộc đời chính trị. Có lẽ một phần như thế, tướng Trần Văn Đôn nghĩ về tương lai rực rỡ chậm chạp hơn là nhanh chóng đổ vỡ, điêu tàn. Bốn tướng Đà Lạt với ngày 30 tháng 1 năm 64 là vết sẹo di truyền, thời thế. Con đường mở đầu cho những cuộc lưu vong của tướng Nguyễn Hữu có ở Hương Cảng, cho Nguyễn Tránh Thi ở Hoa Kỳ. Và còn ai nữa trong tương lai, tướng Trần Văn Đôn được coi là con chim đầu đàn của bốn tướng Đà Lạt. Đầu đàn trên mọi phương diện, cấp bậc thâm niên, một trong những thủ lãnh một tháng 11 năm 63 và cuối cùng là cuộc đời hào hoa phóng túng. Ở tướng Trần Văn Đôn có nhiều cây nhất như thế nên ông đã thuyết phục được tướng Tôn Thất Đính trước ngày lật đổ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và tướng Tôn Thất Đính kết bạn thâm giao với ông, hai vị tướng lãnh TVD và Tôn Thất Đính không còn xa lạ với quân đội và tránh khách trên toàn quốc. Bề ngoài bị quản thúc ở Đà Lạt nhưng đối với tướng Trần Văn Đôn là ẩn giật đợi ngày trở về huy hoàng tướng trần văn đôn không ngờ rằng tướng nguyễn khánh bị áp lực nặng nề của nhóm tướng trẻ nguyễn cao kỳ vĩnh lộc đại tá nguyễn chánh thi dù rằng sau ngày chỉnh lý nguyễn khánh đã mua chuộc một số cấp tướng này riêng đại tá nguyễn chánh thi từ chối lon chuẩn tướng của nguyễn khánh ban cho theo giới thân cận của đại tá nguyễn chánh thi hồi đó thì ông ta giận cái lon chuẩn tướng lắm ông ta thích thiếu tướng hơn nguyễn khánh bày trò lon một sao này làm cho đại tá nguyễn chánh thi tự ái mà không nhận về sau cũng vì nguyên nhân đó đại tá nguyễn chánh thi không được thâm niên cấp trung tướng như các sĩ quan cấp tướng khác đại tá nguyễn chánh thi chê lon một thời gian ngắn trong khi đó các cấp chuẩn tướng thăng cấp như diều căng dây đại tá nguyễn chánh thi sốt ruột nên lại bấm lòng mang cấp chuẩn tướng do nguyễn khánh móc cho tướng trần văn đôn ở đà lạt dường như không hiểu tình trạng của người tham danh vọng nguyễn khánh Tướng Trần Văn Đôn rủa Nguyễn Khánh là thằng lừa thầy phản bạn. Nguyễn Khánh phản bạn đến nỗi buộc tướng Trần Thiện Khiêm và gia đình phải rời Việt Nam trong 24 tiếng đồng hồ. Dù rằng cái thời ngày xưa tướng Nguyễn Khánh và tướng Trần Thiện Khiêm là bạn thân khi mang cấp thiếu úy học trường thủ dầu một. Tướng Trần Văn Đôn chửi rủa Nguyễn Khánh là phải. Và tướng Nguyễn Khánh bắt giam tướng Trần Văn Đôn không phải là vô lý. Vì sao những cuộc cách mạng thường có những vụ thanh trừng, thanh lọc như vậy? tuy bị giữ ở đà lạt tướng trần văn đôn vẫn hiên ngang chờ ngày tái xuất giang hồ trong quân đội tin tưởng đó đã hoàn toàn sai sự thật vì nhóm tướng trẻ dự định chương trình xuất ngũ cho bốn tướng đà lạt vào thời gian thuận tiện để khỏi làm xúc động sĩ quan binh sĩ trong quân đội trong khi đó tướng trần văn đôn không nghĩ rằng cuộc đời binh nghiệp của mình đã chấm dứt qua những ngày ở đà lạt tuy rằng trong tâm tư tướng trần văn đôn chán nản muốn về với dân sự để hoạt động chính trị khi bốn tướng Đà Lạt được đưa về Sài Gòn làm cố vấn hội đồng tướng lãnh, một chức vị ngồi chơi sơi nước. Bốn tướng Đà Lạt vẫn cảm thấy Nguyễn Khánh hãy còn nỉ nang, e dè mình. Ít lâu sau tướng Tôn Thất Đính được cử chức phụ tá tướng Trần Thanh Phong trong cuộc hành quân ở Bình Dương. Tướng Tôn Thất Đính ra đi với lòng hớn hở, nhưng trong cuộc hành quân này tướng Tôn Thất Đính cũng chỉ ngồi giải lao mà thôi. Mọi việc đều do tướng Trần Thanh Phong điều động. Nhưng dầu sao các tướng Đà Lạt cũng quên đi ngày u tối 30 tháng 1 năm 64 đến với đời mình. Tướng Tôn Thất Đính đi rồi, ba tướng Đà Lạt còn lại, hy vọng sẽ được bổ nhiệm. Nhưng buồn thay, sau cuộc hành quân Bình Dương, Tôn Thất Đính trở về lại. Và bốn tướng Đà Lạt sống âm thầm qua ngày tháng buồn tẻ. Phải nói rằng tướng Trần Văn Đôn đã gặp nhiều nỗi đắng cay trong giai đoạn làm chính trị hơn là cuộc đời tướng lánh của ông. Suốt 9 năm chế độ mô đình diểm Tướng Trần Văn Đôn tuy gặp bước thăng trầm về chức vụ, nhưng ông vẫn là người được uy tín trong hàng tướng lãnh trong quân đội và hưởng ơn mưa móc, lớn lao. Khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết, tướng Trần Văn Đôn hạ bể. Người ta thấy tướng Trần Văn Đôn sống cuộc đời trôi nổi về công danh. Ngày 30 tháng 1 năm 64 là hậu quả duy nhất của những người lật đổ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngày đó cũng là ngày đi xuống của tướng Trần Văn Đôn. Đắc cử Thượng Nghị Viện tướng Trần Văn Đôn trở thành nghị sĩ. Hoạt động chính trị rất hăng, nhưng không đem một ải những ngày huy hoàng như cuộc đời làm tướng của ông. Trong một buổi giả tiệc nhảy đầm, cố nhiên nhảy lậu, trong năm 1969 do ông chủ người Tây hãng Rusen tổ chức, tướng Trần Văn Đôn nói với bạn bè là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sắp đổ. Mấy người bạn hỏi ông chứng cớ nào mà quả quyết như thế? Tướng Trần Văn Đôn đáp trong chuyến viếng thăm vùng bốn ông cải dạng thường dân để tiếp xúc với dân chúng thì biết rằng Ti Ti Nguyễn Văn Thiệu bị thán oán. Tình trạng này giống hệt như hồi năm 1963. Nguyên nhân này Ti Ti Nguyễn Văn Thiệu sẽ mất chức, trong buổi nhảy đầm, rượu vào lời ra, tránh trị ra Trần Văn Đôn thao thao bất tuyệt như thế. Và với chức nghị sĩ, tướng Trần Văn Đôn đã nói như thế ai mà không bi quan cho tình thế và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhưng rồi đến hôm nay Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn vững như bàn thạch để chuẩn bị cho kỳ ứng cử 1971 tới. Nói vậy để chứng minh cái tài chính trị của tướng Văn Đôn đến mức thâm hậu, như thế nào? Nhóm tướng lãnh đảo tránh 1 tháng 11 năm 63 trong đó có tướng Trần Văn Đôn luôn luôn nuôi ý định chống đối và lật đổ ti ti Nguyễn Văn Thiệu. Vào tháng 6 đến 70, trong một cuộc họp ăn nhậu của các tướng lãnh hồi hưu, thất sùng, tại nhà tướng Trần Văn Đôn. Chính tướng Trần Văn Đôn đã thú nhận suốt nhiệm kỳ nghị sĩ ông chẳng mang lại ích quốc lợi dân trước một thượng viện, cầu tài. Không ra tài ứng cử bán phần thượng nghị viện 30 tháng 8 năm 70, tướng Trần Văn Đôn tỏ vẻ dè đặt với trào lưu chính trị đang mỗi ngày mỗi thay đổi với cuộc chiến đa diện này. Tướng Trần Văn Đôn đang ở thế thủ cho uy tín mình hôm nay, chứ không dương nanh, vuốt móng như thời thụ ủy liên danh nông công binh. Từ hôm chính thức không tài ứng cử thượng nghị viện có tiếng đồn tướng Trần Văn Đôn dự định móc nối, tình hòa hảo, với ti ti Nguyễn Văn Thiệu. Nguồn luận đó khá thông thảo, vì sáng bầu cử 30 tháng 8 năm 70 tướng Trần Văn Đôn đã đến tỏa đô tránh trong thời gian ti ti Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân bỏ phiếu. Phải chăng đã có một sự hẹn hò, gặp gỡ từ trước? Ti ti Nguyễn Văn Thiệu và tướng Trần Văn Đôn niềm nở bắt tay nhau. Đấy là một hình thức ra mắt mắt công chúng đánh mạnh vào tinh thần hòa đồng. Nếu đúng như thế thì tướng Trần Văn Đôn lại một lần nữa từ tỏ tư thế đối lập với nhà nước Nguyễn Văn Thiệu. Trở về với dĩ vãng của tướng Trần Văn Đôn trong ngày u tối 30 tháng 1 năm 1964 là giai đoạn giao thời giữa chế độ Ngô Đình Diệm và chính thể quân nhân. Cái thời tướng tá nhất trong thiên hạ, cái thời tướng Trần Văn Đôn được coi là người sáng giá, uy lực. Nhưng thật ra tướng Trần Văn Đôn chỉ có công lớn qua chữ những phần tử giết ti ti Ngô Đình Diệm vì theo dư luận tướng Trần Văn Đôn được chia một số gia tài giữa Nguyễn Khánh, Đỗ Cao Chí. Vì thế tướng Đỗ Cao Chí là người theo đảo tránh một tháng 11 năm 63 chậm nhất mà không bị hạch tội. Điều này đúng chăng hay chỉ là lời đồn? Những việc làm của hội đồng tướng lãnh ngày đảo tránh một tháng 11 năm 63 được ghi nhận là mở ám. Mở ám ở số tiền tồn kho rất lớn của cố tổng thống Ngô Đình Diệm để lại. Ngoài ra theo một vài sĩ quan ở TTM bên cạnh hội đồng tướng lãnh thì sau ngày cách mạng rất nhiều nhà mạnh thường quân, đoàn thể đã ủng hộ tiền bạc cho tân chế độ. Những cấp chỉ huy lẻ tẻ như tiểu đoàn một truyền tin, thủy quân lục chiến, nhảy dù đã đưa về nạp cho hội đồng tướng lãnh những tấm chi phiếu. Số tiền khổng lồ đó không có cánh mà đã bay biến. Cố nhiên trong đó tướng Dương Văn Minh, Lê Văn Kim và Trần Văn Đôn phải chịu trách nhiệm với quốc dân về những số tiền bị tiêu tan đó tướng trần văn đôn hồi còn làm tư lệnh quân đoàn một kiêm vùng một chiến thuật giới hộp đêm ở đà nẵng than oán lắm theo những người này thì tướng trần văn đôn ra lệnh cấm quân nhân sĩ quan lai vãng các hộp đêm này tuy nhiên tướng trần văn đôn lại cho đàn em được thao túng đời sống làm ăn của giới này ngoài ra hàng tuần vào sáng thứ hai những chủ hộp đêm phải trình diện tướng trần văn đôn họ chỉ cho biết như thế mà không nói đến trình điện ấy với mục đích gì đối với tướng Trần Văn Đôn cho những người bên ngoài tương tận. Dù sao người hiểu chuyện vẫn kết luận đó là việc làm đen tối của một tướng lãnh dưới thời Ngô Đình Diệm. Những chỉ tiết nhỏ nhặt như thế không gây ảnh hưởng cho tướng Trần Văn Đôn là bao nhiêu. Ông vẫn được đa số quân nhân ca tụng đặt lên hàng thần tượng tướng lãnh. Quân nhân coi ông là một thứ, tướng điều, trong hết cả nhóm tướng lãnh Việt Nam. Chính nhiều nhân vật Hoa Kỳ đến Việt Nam cũng phải khen thầm cái bề ngoài uy phong của tướng Trần Văn Đôn. Trong cuốn The Ambassador của nhà văn Morris West đã tả tướng Trần Văn Đôn theo vóc dáng một người Hoa Kỳ dưới mắt tân đại sứ Henry Cabot Lodge. Cái bề ngoài lẫm liệt ấy một phần nào thu hút quân sĩ. Và chính cái bề ngoài đó đưa đến tâm sự héo hắt của một vị tướng lãnh bị quản thúc ở Đà Lạt qua biến cố thanh lọc, trình lý, 30 tháng 1 năm 1964 đau thương cuộc đời tướng Trần Văn Đôn được tập trung vào những ngày chiến bại, hổ nhốt vào cũi ở Đà Lạt. Cho nên tướng Trần Văn Đôn đã phóng tay ăn chơi, không còn giữ gì nữa. Trong những ngày bị giam lòng tại Đà Lạt, tướng Trần Văn Đôn hầu như được ưu tiên hơn ba ông tướng kia. Tướng Nguyễn Khánh với thái độ bên ngoài cứng rắn để lấy lòng các tướng trẻ đăng lên như Nguyễn Tránh Thi, Nguyễn Cao Kỳ, Vĩnh Lộc. Nhưng bên trong vẫn giao hảo tốt đẹp với tướng Trần Văn Đôn. Điều đó làm cho tướng Trần Văn Đôn được đời sống sung sướng như ngày còn tại vị. Tướng Trần Văn Đôn cũng hiểu được tim đen của tướng Nguyễn Khánh muốn làm như thế để phòng ngừa ngày, tái xuất giang hồ, tướng Đôn sẽ trả thù. Tướng Nguyễn Khánh nghĩ xa xôi như thế, chứng tỏ ông ta không nắm vững được thời thế và uy lực của mình. Sau ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 63 rồi đến 30 tháng 1 năm 64, tướng tá thăng trầm, đổi môi liên tiếp xảy ra. Có thể vì thời cuộc tướng Trần Văn Đôn chờ một ải quân đội với hiền hách nhất. Thành thử tướng Nguyễn Khánh đã cản ngăn nhiều lần sự nổi gióa đòi bắn bỏ của đại tá Nguyễn Tránh Thi đối với tướng Trần Văn Đôn. Theo những người thân cận bên cạnh tướng Trần Văn Đôn sau khi được lên Đà Lạt, ông ta tỏ vẻ bằng lòng, hả hê. Như thế là thoát chết qua tay đại tá Nguyễn Tránh Thi trong một buổi chiều bị giam ở trại Hoàng Hoa Thám tử thần hầu như đang rình rập bốn tướng lãnh Đà Lạt. Cũng nơi này trong gian buồng kế cận thiếu tá ngông người bắn tổng thống diệm đã bị quân chỉnh lý giết rồi treo cổ trong nhà xí. Đoạn, loan báo thiếu tá nhưng thắt cổ bằng dây dày nhà binh. Bốn tướng Đà Lạt lo sợ đến tái xanh nét mặt khoai hùng một thời. Đại tá Nguyễn Tránh Thi thì luôn luôn nổi nóng rút súng ra khỏi bao da hăm he, chỉ thẳng vào mặt từng tướng Đà Lạt. Tướng Nguyễn Khánh phải bắt buộc đại tá Nguyễn Tránh Thi theo bên cạnh ông ta như hình vây bóng cốt để ngăn ngừa Nguyễn Tránh thi bốc đồng bắn chết bốn vị tướng lãnh đó và sẽ gây ra tình trạng khó khăn trong quân đội. Đến Đà Lạt tướng Trần Văn Đôn nhẹ nhõm tâm thần. Ông biết rằng định mạng không khắt khe với ông để hướng lấy đạn do đại tá Nguyễn Tránh thi bắn vào thân ông ta. Nhưng phải nói tướng Trần Văn Đôn hận Nguyễn Tránh thi hơn là Nguyễn Khánh, người đã phản bội, kết tội ông thân Tây, thân Trung Lập. Ngày 31 tháng 1 năm 64, đánh dấu từ bỏ quân ngũ của tướng Trần Văn Đôn với số tuổi còn trẻ bị giải ngũ, nửa trường xuân, mang vào trong lòng mối hận những đàn em làm hỗn, tướng Trần Văn Đôn cương quyết lao đầu vào chính trị. Một người như tướng Trần Văn Đôn rất dễ hoạt động chính trị mà lối chính trị có tính cách tư bản thì càng thuận lợi hơn. Tướng Trần Văn Đôn vốn sinh trưởng trong gia đình giàu có, thượng lưu. Ông lại làm tướng với nhiều chức vụ lớn suốt 9 năm chế độ Ngô Đình Diệm. Cách mạng 11 đến 63 bùng nổ ông được coi là tủ lãnh vì thế tướng đôn là người có tiền nên sau này có thể ăn không ngồi rồi làm chính trị mà không nghĩ đến chuyện đói rách hết tiền trong hiện tại tướng trần văn đôn là một vị cựu tướng lãnh hoạt động chính trị hăng say nhất ông được nhiều thế lợi cho môi trường hoạt động đó phải nói rằng tướng trần văn đôn được cảm tình quốc tế khá lớn những báo chí u mỹ thường trích dẫn lời tuyên bố của thượng nghị sĩ trần văn đôn để bình luận về lập trường đối lập nhà nước của ông ngày 30 tháng 1 năm 64 hầu như quên lãng trong trí tướng Trần Văn Đôn trong ngày tháng gần đây. Người ta có cảm tưởng tướng Trần Văn Đôn đang ấp ủ một kế hoạch mới để giải quyết vấn đề chiến tranh Việt Nam mỗi ngày mỗi kéo dài. Vì thế ngày 31 tháng 8 năm 70 trước khi bầu cử bán phần thương nghị viện, tướng Trần Văn Đôn bay qua Hoa Kỳ. Sau chuyến công du Việt Nam của Phó Tổng thống Agnew, tướng Trần Văn Đôn vội vã ra đi như vậy, Dư luận cho rằng giữa ông và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đang hòa hợp đi đến một giải pháp chính phủ mở rộng đại diện mọi tầng lớp dân chúng. Phải công nhận rằng sau ngày ở Đà Lạt về, tướng Trần Văn Đôn xả thân hoạt động chính trị. Ông đã tạo nên một liên danh vào thượng viện với tên Nông Công Minh rất sát với bản tính của người Việt Nam trong thời chiến. Kết quả liên danh của tướng Trần Văn Đôn đắc cử hàng đầu với số phiếu cách biệt quá xa liên danh thứ hai tiếng vang cá nhân của tướng Văn Đôn đi lên một cách sáng chói trái với ngày ông bị quản thúc ở Đà Lạt. Riêng về mặt trận cứu nguy dân tộc, những người thân cận bên tướng Trần Văn Đôn cho rằng mặt trận này không đạt đến kết quả vì tướng Trần Văn Đôn quá tình cảm và dễ dãi đối với nhân sự. Ngay cả ông Tony Nguyễn Xuân oánh người được mệnh danh là xoa bóp thời cuộc, dưới thời Nguyễn Khánh đã làm mất cảm tình trong dân chúng. Vì ông ta mê một cô đào hát bóng nổi danh. Những người thân cận cho rằng tướng Trần Văn Đôn là con người đạo đức. Ai đã chỉ trích ông ta, chẳng qua chưa hiểu thấu triệt của vị tướng hồi hưu này. Điều đó không biết đâu là sự thật, vì một thời làm tướng của ông Trần Văn Đôn đã gây ra nhiều huyền thoại về đàn bà. Theo nhận định chung, người ta thấy tướng Trần Văn Đôn hoạt động chính trị mạnh mẽ là vì ông ta chưa đạt đến mức độ của một chính trị gia. Đời làm tướng đã tột đỉnh, nhưng mộng chính trị chưa đến đâu mà chính trị là lối thoát duy nhất của tướng Trần Văn Đôn để rửa hận đời trong lúc này. Đời làm tướng hiền hách nhưng đời chính trị của tướng Trần Văn Đôn chưa gặp số đỏ, nghĩa là cái thời có lẽ chưa đến với tướng Trần Văn Đôn trong lúc này, cho nên từ năm 1969 năm 1970 dư luận cứ bắn tiếng Trần Văn Đôn sẽ trở thành thủ tướng. Rồi ngày qua tháng lại tướng Trần Văn Đôn vẫn là chủ tịch mặt trận cứu nguy dân tộc. Tướng Trần Văn Đôn có uy tín, nhưng lận đận nên đành dậm chân một chỗ vậy. Đà Lạt mây mù, buồn tẻ, điên tiết, chắc rằng không bao giờ xảy ra như dưới thời Nguyễn Khánh đối với tướng Trần Văn Đôn. Tướng Nguyễn Khánh cố tình chôn vùi sự nghiệp của tướng Trần Văn Đôn và ba người bạn của ông. Nhưng Nguyễn Khánh vô tình chơi với con dao hai lưỡi với nhóm tướng trẻ. Cho nên khi cuộc vô trương lực lượng của tướng Dương Văn Đức Tư một ảnh quân đoàn 4 kéo về thủ đô Hạ Bệ Nguyễn Khánh đã làm xáo trộn các cấp tướng lãnh trong quân đội. Đó là ngày 13 tháng 9 năm 1964. Dịp may đã đến, chuẩn tướng Nguyễn Tránh thì mới ngày nào là cánh tay phải của tướng Nguyễn Khánh đã đứng dậy hô hào tướng trẻ lật đổ Nguyễn Khánh. Trong lúc đó tướng tư lệnh không quân Nguyễn Cao Kỳ vẫn giữ cảm tình với Nguyễn Khánh bằng cách cương quyết chống lại tướng Dương Văn Đức và bắt buộc vị tướng này rút quân ra khỏi thủ đô trong lúc đó nguyễn khánh đang ở đà lạt nhóm tướng trẻ theo lời yêu cầu của tướng nguyễn chánh thi tụ tập tại bộ tư lệnh không quân họp báo trước đó nhóm tướng lãnh mở phiên họp mật và quyết định loại tướng nguyễn khánh khỏi sdql thế là tướng nguyễn khánh đành ngậm ngùi ra đi với chức đại sứ lưu động của chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia tướng nguyễn khánh trước khi lên máy bay ra ngoại quốc cũng được hưởng nghi lễ của một vị đại tướng nghĩa là đầy đủ thủy lục không quân dàn súng chào ở sân bay tân sơn nhất rất oai vệ tướng nguyễn cao kỳ và phu nhân với cảm tình riêng với tướng nguyễn khánh đã lên tận lòng phi cơ tiễn đưa qua cảnh kẻ ở người đi trước khi lên máy bay nguyễn khánh hốt một nắm đất quê hương mang theo làm kỷ niệm đến phút chót như thế nguyễn khánh vẫn mị dân chứng tỏ lòng yêu nước của mình cuộc đời nguyễn khánh lưu vong từ đấy bốn tướng đà lạt lúc bấy giờ vẫn chưa được về sài gòn nhưng chắc rằng trong lòng bốn con hồ nhốt cũi nầy hà giận vô cùng n oán giang hồ là thế vậy tướng nguyễn khánh ra đi tướng trần văn đôn nhẹ nhõm tâm can ông hy vọng ngày trở lại sài gòn chóng hơn nhưng không ngờ nhóm tướng trẻ đầy mặc cảm với đàn anh tướng lãnh trần văn đôn lúc đó những người theo dõi đời sống bốn tướng đà lạt mới hiểu rằng việc bốn tướng đà lạt trở về thủ đô được hay không đều do áp lực của nhóm tướng trẻ Đứng đầu nhóm này là tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Tránh Thi, còn tướng Nguyễn Khánh không muốn làm như vậy. Tướng Trần Văn Đôn hoạt động, đối lập, công khai với nhà nước kể từ ngày tướng Nguyễn Khánh sống lưu vong. Nhưng ông vẫn bị trong thế kiềm tỏa và các tướng trẻ đang lên dựa theo cuộc chiến này. Thời gian tướng Nguyễn Cao Kỳ giữ chức chủ tịch Ủy ban hành pháp Trung ương, tướng Trần Văn Đôn ở vào chỗ bí mà cố thoát ra không được. Vì thế, tướng Văn Đôn hoạt động chính trị theo lối hàng hai, rồi hàng ba nhiều lúc các chính trị gia không hiểu tướng trần văn đôn đang làm gì và muốn gì trong giai đoạn này tướng trần văn đôn thường tháp tùng các phái đoàn chính phủ kinh lý trên bốn vùng chiến thuật những hình ảnh này được xuất hiện trên vtth và báo chí đã tường thuật tỉ mỉ phong độ của ông ta thỉnh thoảng tướng trần văn đôn triệu tập các tướng lãnh hồi hưu lại để đối phó tình hình nhưng hầu hết các cuộc gặp gỡ này là ăn uống nói chuyện không đâu mà không thâu lượm được kết quả vì các cựu tướng lãnh cảm thấy thất sủng của cuộc đời mình quá rõ rệt. Tháng 11 năm 1969 các cựu tướng lãnh lại họp mặt để ghi nhớ ngày đảo tránh cố ti ti ngô đình diệm, người ta thấy sự có mặt của tướng Nguyễn Cao Kỳ. Đó là một điểm đặc biệt nhất của hội cựu tướng lãnh từ xưa đến nay. Tướng Trần Văn Đôn viện lẽ tướng Nguyễn Cao Kỳ được coi như cựu tướng lãnh vì hiện ông giữ chức PTT. Lý lẽ đó xác đáng hay không người bảng quan không bàn đến hữu lý hay phi lý nhưng người ta đánh mạnh vào sự ve vãn của tướng Trần Văn Đôn đối với tướng Nguyễn Cao Kỳ. Nhiều người thân cận bên tướng Nguyễn Cao Kỳ tiết lộ rằng, vị tướng này không trung lập trường quanh co của tướng Trần Văn Đôn. Mặc dù tướng Trần Văn Đôn là người tâm huyết, trung lưng đấu cật với xứ sở đầy rẫy chiến tranh chết chóc này, ngõ bí của tướng Trần Văn Đôn cho đến ngày nay hầu như chưa thoát khỏi ông đang đợi chờ nhiều điều trong lãnh vực chính trị bằng cách thả bong bóng thăm dò dư luận với thế đứng giữa như đã nói trên môi trường hoạt động của ông cứ gặp ngõ bí và điều e ngại đối với tướng trần văn đôn là ông hay theo người ngoại quốc vì thế người ta cho rằng tướng trần văn đôn không giữ vững lập trường tiên quyết một thủ lãnh như thế có hại hơn là có lợi tướng trần văn đôn có một tiêu chuẩn riêng tư mà ông luôn luôn chuẩn bị thi thố tiêu chuẩn chính trị đó ông ấp ủ sau ngày ở Đà Lạt về. Đó là mộng ngưng bắn hòa bình mà ông phải có một công danh, thế đứng vững chắc. Nhưng đến nay những cộng sự viên của tướng Trần Văn Đôn đã lái ông đi trong mọi nẻo đường mà người bằng quan cho rằng ông ta không có lập trường rõ rệt. Cây ngõ bí từ Nguyễn Khánh, tướng trẻ cho đến biến động 13 tháng 9 năm 64 của tướng Dương Văn Đức phản đối bốn tướng Đà Lạt trở lại Sài Gòn. Tướng Dương Văn Đức cho rằng Nguyễn Khánh ban đầu kết tội bốn tướng Đà Lạt nay thấy nhóm tướng trẻ lộng hành nên trở lại, dùng độc trị độc. Tướng Nguyễn Khánh nghĩ như vậy nên đã vội bay lên Đà Lạt chiều 12 tháng 9 năm 64 mở phiên họp riêng tư với tướng Trần Văn Đôn để đồng bốn tướng Đà Lạt trong các chức vụ trong quân đội. Tướng Dương Văn Đức vội vàng đưa quân về thủ đô hạch tội tướng Nguyễn Khánh đang phản cách mạng. Tướng Dương Văn Đức tuyên bố, đây không phải là một cuộc đảo tránh mà, vô trương lực lượng. Nhưng tướng Dương Văn Đức bị tư lệnh không quân Nguyễn Cao Kỳ phản đối kịch liệt, đòi tướng Dương Văn Đức tư lệnh quân đoàn 4 triệt thoái binh mã ra khỏi thủ đô. Trước cửa cổng phi long trại Tân Sơn nhất súng chống chiến xa và hòa tiễn được dàn ra để dàn mặt quân của tướng Dương Văn Đức. 9 gam giờ sáng ngày 13 tháng 9 năm 64, tướng Dương Văn Đức tự coi mình đã kiểm soát thủ đô Sài Gòn. Nhưng đến 3 giờ chiều một buổi họp tướng tá mở ở bộ tư lệnh không quân với sự hiện diện của tướng Dương Văn Đức trong buổi họp này các tướng trẻ tô cao tướng nguyễn khanh lẫn tướng dương văn đức đã làm rối loạn tình hình đen tối của quốc gia tướng dương văn đức đồng ý rút quân ra thủ độ nội chiều hôm đó trong khi đó bốn tướng đà lạt trên đường về sài gòn với nguyễn khánh đành bấm lòng trở lại xứ anh đào mây mù răng đầy tướng nguyễn khánh phát thanh trên đài đà lạt mạt sát nhóm phản loạn dương văn đức và kêu gọi tình quân dân đoàn kết đến tối đài phát thanh va lên tiếng chính phủ Hoa Kỳ minh định lập trường vẫn còn ủng hộ Thủ tướng Nguyên Khánh. Tình hình thủ đô Sài Gòn yên tĩnh hoàn toàn, tuy nhiên ngõ bí của tướng Trần Văn Đôn càng ngày càng hiện rõ. Ngõ bí chính trị dường như đeo đổi tận cùng với tướng Trần Văn Đôn. Ngày kỳ rút thăm, ra đi, bán phần thượng nghị viện, tướng Trần Văn Đôn đã bắt phải. Như thế tướng Trần Văn Đôn chỉ giữ chức thượng nghị sĩ được 3 năm. Trong kỳ bầu cử 3 tháng 8 năm 70 thượng nghị viện vừa qua tướng Trần Văn Đôn không ra ứng cử. Vì sau một ngày bầu cử tướng Trần Văn Đôn xuất ngoại mà dân chúng cho rằng ông đang thi hành một công tác đặc biệt. Trong mấy ngày gần đây, người ta đã thấy rõ một phần nào sự hoạt động của tướng Trần Văn Đôn ở Ba lê. Tướng Trần Văn Đôn còn đi Luân Đôn, Hoa Thịnh Đốn trong vài tuần tới, sự nhận định của chúng tôi về tướng Trần Văn Đôn trong những trang trước đã đúng sự thật hiện tướng Trần Văn Đôn đang hoạt động để thoát ra ngõ bí. Ngõ bí tướng Nguyễn Khánh đã theo thời gian về với dĩ vãng. Nhóm tướng trẻ ngày nay đối với ông là một dư âm. Ngõ bí không tái ứng cử tượng nghị sĩ vì sợ, phá sản chính trị, hầu như được giải quyết trong chuyến xuất ngoại này. Tại ba lê trưởng phái đoàn Hoa Kỳ Bruce tiếp tướng Trần Văn Đôn. Phía Việt Cộng cũng đồng ý gặp ông ta, trước khi ra đi tay bắt mặt mừng với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chắc chắn rằng tướng Trần Văn Đôn đang đi tìm một giải pháp, solution, mới đánh mạnh vào hòa bình và ngưng bắn. Dĩ vãng đen tối của một đời làm tướng, 30 tháng 1 năm 64, đã làm khuấy động tướng Trần Văn Đôn. Mộng công hầu đạt đến mức khá thành quả, nhưng Nguyễn Khánh và Đại tá Nguyễn Tránh Thi đã chặn đứng, nhục mạ ông ta. Tướng Trần Văn Đôn trong thâm tâm ấm ức mà phải xả thân trong nồi lửa chính trị hiện nay tướng Trần Văn Đôn đang trở lại con đường chân chính hoàn toàn. Từ ngày bị Nguyễn Khánh hất chân ra khỏi hội đồng quân đội cách mạng, người ta không còn nghe thấy những câu chuyện đời tư của Trần Văn Đôn nữa. Nghĩa là tướng Trần Văn Đôn không, trai gái, như cái thời ông giữ chức tư lệnh quân đoàn 1. Hơn nữa tướng Trần Văn Đôn đã nhỡ phóng lao, nên ông phải theo lao. Ông lập ra mặt trận cứu nguy dân tộc mà trên thực tế chưa cứu nguy gì cả. Vì, nửa trường xuân, như vậy, nên tướng Trần Văn Đôn phải đeo đuổi thành công. Rồi tướng Trần Văn Đôn định đưa cái mặt trận đó vào với liên đảng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng kẹt quá, ông lại lùi bước. Trong thời gian này tướng Trần Văn Đôn hoàn toàn tin tưởng chức vị thủ tướng sẽ lọt vào tay ông. Trong tương lai tướng Trần Văn Đôn giữ được một thế đứng vững trong chính quyền. Người ta tiên đoán sẽ đền ơn báo oán như kiều được từ hải chuộc đời giang hồ. Trong quá khứ cũng như hiện tại tướng Trần Văn Đôn luôn luôn xoay vần đổi thế cho chính bản thân mình có một chỗ đứng vững trái. Dưới chế độ Ngô Đình Diệm, ông thật sự là một sĩ quan cấp tướng thuần túy. Sau ngày 30 tháng 1 năm 64 thất sủng, tướng Trần Văn Đôn vạch một con đường mới vào chính trị. Có người bảo rằng tướng Trần Văn Đôn làm chính trị như con thiêu thân đổ xô vào ánh đèn. Điều này cũng có một phần đúng mà cũng có phần sai vì từ ngày 20 tháng 12 năm 64 ngày được coi là giải tỏa giam lòng, ông Trần Văn Đôn chưa đạt được mục tiêu nào về chính trị cả. Duy chỉ lọt vào thượng viện và tiếng tăm ảnh hưởng ra ngoại quốc. Dĩ vãng của tướng Trần Văn Đôn khá phức tạp, vì cái phức tạp ấy mà ông không được các tầng lớp dân chúng ủng hộ tuyệt đối. Hiện nay đối với mọi lớp người ưa thích ông vẫn còn trong tình trạng lơ lửng con cá vàng. Bề ngoài chiến thắng 1 tháng 11 năm 63 lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm tướng Trần Văn Đôn là người hùng được giới trẻ hâm mộ. Nhưng trong bóng tối của hình hài người hùng đó, tướng Trần Văn Đôn đã làm nhiều điều có ảnh hưởng tai hại tương lai chính trị của ông. Một người tàu dân Tây của gia đình chú Hỏa tên là Dominic Hoa Hồng Hỏa đã tiết lộ, khi cách mạng tháng 11 năm 1963 thành công, tướng Trần Văn Đôn đã chiếm ngôi biệt thự khang trang của dòng họ chú Hỏa ở Đà Lạt. Tướng Trần Văn Đôn áp bức Dominic Hoa Hồng Hỏa để lấy ngôi biệt thự đồ sộ này ban đầu tướng Trần Văn Đôn trả một số tiền nhỏ gọi là mua bán, sau đó mỗi tháng trả góp. Từ đấy ngôi biệt thự trở thành sở hữu chủ của tướng Trần Văn Đôn. Những chi tiết này Dominic Hoa Hồng Hòa đã tiết lộ với bạn bè và tỏ vẻ điên tiết với tướng Trần Văn Đôn. Tướng Trần Văn Đôn làm như thế là cậy quyền, cậy thế. Tuy nhiên bọn Dominic Hoa Hồng Hòa cũng rút rìa xương máu dân Việt Nam đến tận cùng xương tùy. Hiện nay Dominic Hoa Hồng Hỏa là giám đốc công ty nhà cửa cho thuê rất nhiều nhà cửa ở Sài Gòn. Dominic Hoa Hồng Hỏa thường ở một biệt thự lớn bên Tây. Hoa Hồng Hỏa còn có hai biệt thự ở Tây Ban Nha và một cái ở Ý Đại Lợi. Gần đây Hoa Hồng Hỏa sửa lại ngôi biệt thự ở Pháp lên tận 2 triệu Phật Lăng. Theo tin đáng tin cậy thì Dominic Hoa Hồng Hỏa sắp trở lại Sài Gòn thu xếp công ty chú Hỏa trong 6 tháng để đưa ra tài đó ra ngoại quốc tướng Trần Văn Đôn đụng phải bọn lái buôn ba tàu giàu có, nên những việc làm của ông bị hoa hồng hỏa bắn tiếng với bạn bè, phần nào là mất uy tía của tướng Trần Văn Đôn. Và chắc rằng chính miệng Dominic Hoa Hồng Hỏa thì việc chiếm biệt thự của gia đình này trên Đà Lạt là một sự thật. Như vậy tướng Trần Văn Đôn đang đi vào ngõ bí không gỡ suốt đời ông Trăng. Người ta thường nói, dưới ánh mặt trời không có gì được giấu kín việc làm của tướng Trần Văn Đôn dựa vào ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 63 cưỡng bách Dominic Hoa Hồng Hòa là bia miệng ngàn đời. Chính câu chuyện này Hoa Hồng Hòa đã tố lộ với tướng Nguyễn Ngọc Lôn Trông thời kỳ giữ chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Hoa Hồng Hòa với tướng Nguyễn Ngọc Loan là hai người bạn thân thiết. Tướng Nguyễn Ngọc Loan lại là một trong những tướng trẻ đang lên đương thời. Vì thế tầm hoạt động của tướng Trần Văn Đôn lúc ở Đà Lạt cũng như về Sài Gòn đã gặp khó khăn. Dominic Hoa Hồng Hòa Mại Bản, quốc tịch Tây, sống bám dân Việt Nam từ đời tổ tiên. Khách quan mà xét, Hoa Hồng Hòa không cố ý hạ bệ, nói xấu tướng Trần Văn Đôn nhưng phải thông cảm với một người bị cướp đoạt tài sản ngang nhiên dầu muốn đầu không cũng có phản ứng. Phản ứng đó yếu mềm đi nữa là bản chất của con người. Trong câu chuyện này Dominic Hoa Hồng Hòa tiết lộ về vị tướng trẻ Nguyễn Ngọc Loan đã một lần phản đối bốn tướng Đà Lạt đoái lại thủ đô Sài Gòn. Hoa Hồng Hòa nói rằng khi tướng trẻ Nguyễn Ngọc Loan mất chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia thì bị đàn em phản bội. Tướng Nguyễn Ngọc Loan quả thật rất trong sạch, phải tội để cho bọn tay dưới tham nhũng mà mang tiếng. Chứ tướng Nguyễn Ngọc Loan khi rời chức vụ hoàn toàn hai bàn tay trắng. Thậm chí cái quỹ đen của ông cũng bị đàn em của mất rồi cao chạy xa bay. Sau khi chữa bệnh ở Gro, nhà thương đồn đất, tướng Nguyễn Ngọc Loan nhét tiền hết của. Bà vợ của ông ta bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Giai đoạn này Hoa Hồng Hòa vẫn kết thân với tướng Nguyễn Ngọc Loan như khi ông ta tại vị. Thời gian kế tiếp, tướng Nguyễn Ngọc Loan lên đường đi Hoa Kỳ. Chính người vợ Hồng Công tên Helen của Hoa Hồng Hòa tặng vợ chồng tướng Nguyễn Ngọc Loan chiếc cả giá hột xoàn 6 ly để chi tiêu. Tướng Nguyễn Ngọc Loan cảm động rơi nước mắt mà nhận lấy. Ở Mỹ thời gian khá dài. Tướng Nguyễn Ngọc Loa nghe Pháp ở lại ngôi biệt thự của Dominic Hoa Hồng Hòa trên đất người. Hai người đã chụp nhiều bức hình kỷ niệm ở đây, và tướng Nguyễn Ngọc Lôn giờ ấy mới biết kẻ nào là người thật lòng với ông. Trong dịp này tướng Nguyễn Ngọc Lôn trả lại chiếc cả giá hột xoàn 6 ly cho vợ chồng Hoa Hồng Hòa và nói rất cảm động, tôi không nỡ bán chiếc cả giá ấy. Này tôi hoàn lại, vợ chồng Hoa Hồng Hòa cảm phục vô cùng, từ câu chuyện tướng Trần Văn Đôn, thuộc loại tướng già đến tướng Nguyễn Ngọc Loan, thuộc loại tướng trẻ, hoa hồng hòa không đến nổi phóng đại những bí mật về tướng Việt Nam. Và anh ta là bạn thân của tướng Nguyễn Ngọc Loa đồng thời bị tướng Trần Văn Đôn chiếm đoạt tài sản thì đáng tin vậy. Tướng Đà Lạt Trần Văn Đôn được coi là đệ nhị thủ lãnh quân nhân ngay cách mạng 1 tháng 1 năm 63 đứng sau tướng Dương Văn Minh. Trong các tài liệu đi tìm ánh sáng về cái chết đen tối của Tổng thống Ngô Đình Diệm, tướng Trần Văn Đôn bị liệt vào các tướng lãnh chủ mưu chín giết một tha. Khi được tin Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết chết, tướng Trần Văn Đôn có mặt ở TTM đã trở thành một nhân vật trầm lặng khó hiểu. Những nhân chứng tại bộ TTM cho biết khi đưa xác Tổng thống Ngô Đình Diệm về đó, tướng Dương Văn Minh được Đại úy Nhung và thiếu tá Dương hưu Nghĩa là hai sĩ quan nổ súng vào đầu Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu báo cáo đã làm xong công tác. Tướng DVM đưa hai tay theo lối chiến thắng, tướng Trần Văn Đôn hững hờ lảng tránh đi chỗ khác lối trầm lặng của tướng Trần Văn Đôn là triệu chứng đồng lõa. Dầu sao đi nữa, tướng Đà Lạt Trần Văn Đôn phải chịu trách nhiệm trước lịch sử cùng tướng DVM về cái chết mờ ám của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chính tướng Lê Văn Kim đã quát tháo ồn ào ở TTM khi ông này biết Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị giết. Tướng Lê Văn Kim quát rằng, bây giờ ăn làm sao, nói làm sao với dân chúng đây. Hư rồi, hư rồi, trong khi đó tướng Mai Hữu Xuân chạy theo tướng DVM nói. Tòa Yên Chí Đừng lo gì cả, cái bình thản của tướng Trần Văn Đôn đã làm cho những người ở TTM hiểu ngay sự đồng lõa trong vụ giết TT Diệm. Ngày 2 tháng 11 năm 63 trước khi đưa TT mua đỉnh Diệm từ nhà thờ Cha Tam về TTM, hội đồng tướng lãnh đã mở một phiên họp quyết định số mạng TT Diệm. Trong buổi họp đó có một vài vị tướng lãnh đề nghị đưa TT Diệm đi Côn Sơn hoặc An trí tại Đà Lạt. Chính tướng Trần Văn Đôn không đồng ý vì ông cho rằng dân chúng ủng hộ Ti Ti Diệm sẽ nổi loạn. Cuối cùng giải pháp đưa Ti Ti Diệm ra ngoại quốc được hoàn toàn chấp thuận công khai của SDTL. Buổi họp giải tán và SDTL bất thần chia thành hai nhóm. Nhóm tướng Dương Văn Minh, Mai Hữu Xuân, Trần Văn Đôn, Nguyễn Ngọc Loan, Trần Tử Oai chờ các nhóm tướng lãnh đồng ý để Ti Ti Diệm ra ngoại quốc về liền mở phiên họp mật. Thế là nhóm này quyết định đơn phương giết Ti Ti Ngô Đình Diệm. Chín năm chế độ Ngô Đình Diệm hầu như quá quen thuộc, cũ kỵ với dân chúng. Thật ra chế độ Ti Ti Diệm đứng một chỗ do bọn bầy tôi ăn hại đái nát phá quấy trước tình hình chiến tranh mỗi ngày mỗi khuếch tán lan rộng. Ngày Phật Đản, 1963, ngòi thuốc súng được đốt ở Đài Phát Thanh Huế. Chế độ Ngô Đình Diệm mà dân chúng 82% Phật giáo xứ này cho rằng thiên nặng về thiên chúa giáo. SDTL thành lập bí mật, do tướng Dương Văn Minh đang giữ chức quyền tham mưu trưởng, tướng Lê Văn Tị ngọa bệnh đi Hoa Kỳ, và cố vấn quân sự cho Tổng thống Diệm. Tướng Trần Văn Đôn khá có tài thuyết phục, tô tần thời thế, đại sứ Henry Cabot Lót vừa thay thế đại sứ Nô Tinh. Tướng Trần Văn Đôn vạch kế hoạch hành quân trước sự chứng kiến của Lót và đại tướng Paul cần tư một ảnh quân Mỹ tại Việt Nam. Kế hoạch đưa quân xâm nhập thủ đô lật đổ chính quyền Ti Ti diệm của tướng Trần Văn Đôn không được tướng Hà Cần tin tưởng. Nhưng đại sứ Lót và nhân viên của ông lại thích cái bề ngoài oai vệ của tướng Trần Văn Đôn. Chính đại sứ Lót nói với đại tướng Côn Hà Cần, ông không ngờ tướng lãnh Việt Nam có một người vóc dáng oai phong to lớn như người Hoa Kỳ. Tướng Hà Cần cười rất tươi, đáp lại, tuy nhiên ông ta không giỏi bằng tướng Trần Thiện Khiêm, một cấp sĩ quan đang trấn giữ miền đồng bằng sông Cửu Long. Vì câu nói đó của Há Cần đã làm cho đại sứ Lót vừa nhận chức ở Sài Gòn suy nghĩ và quyết định chưa đồng ý lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm trong thời gian này. Chưa thuyết phục được đại sứ Lót, nên cuộc hành quân vào thủ đô Sài Gòn đáng ra thực hiện ngày 26 tháng 10 năm 1963, quốc khánh hoãn đến ngày 1 tháng 11 năm 63 mới nổ súng. Tướng Trần Văn Đôn không nản lòng, ông vẫn liên lạc thường xuyên với đại sứ Lót nhưng lót là thứ cáo giả chính trị, hơn nữa Trần ướt, Trần giáo đến Việt Nam, nên lót cử người thân tín bàn bạc với tướng Trần Văn Đôn. Đại sứ Lót làm như thế để tránh tiếng và đánh lạc mật vụ của ông Ngô Đình Nhu đang theo dõi đường dây đảo tránh. Sau ngày 6 quân nhân Mỹ và 12 quân nhân Việt Nam bị chết trong cuộc hành quân tại phía Nam Đà Nẵng, Đại sứ Lót hầu như đồng ý quan điểm của Hội đồng tướng lãnh lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm qua trung gian tướng Trần Văn Đôn. Đại sứ Henry Cabot Lott than phiền sự hy sinh của người Mỹ ở Việt Nam đã bị đối đãi hững hờ. Trong khi đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm viện lẽ quân nhân Việt Nam chết ti ti còn chưa đến xã gì người Mỹ. Và người Việt chết đâu có được đàng hoàng như người Mỹ. Dựa vào sự nổi nóng bất thần của Đại sứ Henry Cabot Lott, tướng Trần Văn Đôn thảo luận về chính trị quân đội, Phật giáo đang trên đường đổi thay của xứ này. Sau đó ba hôm. Đại sứ Lót chấp nhận hậu thuẫn cho ngày cách mạng 1 tháng 1 năm 63. Vụ dành phần ưu tiên cho SDTL lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng với điều kiện hạn chế đổ máu. Đồng thời đưa Tổng thống Ngô Đình Diệm và các bộ trưởng gia ngoại quốc tuyệt đối không giết một người nào của chế độ Ngô Đình Diệm được liệt vào hàng bộ trưởng. Tướng Trần Văn Đôn chấp nhận hoàn toàn yêu sách của người Hoa Kỳ trước khi chính thức lật đổ chế độ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tướng Trần Văn Đôn đã thành công mọi mặt trước người Hoa Kỳ và đại sứ Henry Cabot lót đại điện của Hoa Thịnh Đốn ở Sài Gòn. Thời gian nặng nề trôi qua với hội đồng tướng lãnh, nhưng chóng suy tàn với chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày 1 tháng 11 năm 63 súng nổ, uy hiếp Tổng thống Diệm. Ông Ngô Đình Nhu Lý thuyết ra chế độ càng thêm khắc khổ hơn cả bộ mặt sẵn buồn tẻ của ông ta. Thành Cộng Hòa nơi quân liên binh phòng vệ T, T, P thất thủ. Dinh Gia Long pháo đài cuối cùng bị cách mạng chiếm vào hồi 6 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 63. Đến 7 giờ cùng ngày đài phát thanh Sài Gòn loan tin ti ti diệm và ông Ngô Đình Nhu tự sát. Trần Văn Đôn đứng ra làm thủ tục khai tử cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu ở quận Tân Bình. Những tài liệu đăng trên một vài nhật báo ở thủ đô cho rằng ông Trần Trung Dung cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cháu của Tổng thống Diệm đứng ra làm thủ tục khai tử hoàn toàn sai sự thật trong ngày 2 tháng 11 năm 63 ông Trần Trung Dung bị uống. Bà Trần Trung Dương bận biểu con cái, gia đình Tổng thống Diệm lo sợ, nên ông bà Trần Trung Dung nhờ tướng Trần Văn Đôn lo thủ tục giấy tờ chôn cất. Ngày 4 tháng 11 năm 1963, tướng TVD sai người đưa đến nhà ông bà Trần Trung Dung bàn khai từ của Ti Ti Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu để nhận chữ ký ông bà Titi đi mộc bản khai từ đó được ghi người quá vãng Ngô Đình Diệm chức vụ tuần vũ ông Ngô Đình nhu nghề nghiệp quản thủ thư viện ông bà Titi ký thêm vào bản khai từ thay mặt người thân của cố tổng thống Ngô Đình Diệm với tư cách cháu gọi bằng cậu và cháu rể ngoài ra không có một lễ nghi nào cả nhận thấy nhờ tầm tay trách nhiệm một cái chết nên tướng Trần Văn Đôn có vớt phát những việc làm của mình với tổng thống Ngô Đình Diệm như sám hối vì thế tướng Trần Văn Đôn là người khởi xướng đưa những đứa con của ông Ngô Đình Nhu đi La Mã gặp bà Nhu đang đau đớn về cái chết tức tười của chồng trên chiếc xe M-113 do thiếu tá Nhung, tùy viên của tướng Dương Văn Minh bắn vào đầu bằng súng Bruno 38. Nếu không có cuộc chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964, tướng Trần Văn Đôn không thất thế. Người ta tin tưởng rằng, ông Ngô Đình Cần, nguyên cố vấn chỉ đạo miền Trung, bào đệ của tổng thống ngô đình diệm và ông ngô đình nhu sẽ lọt khỏi lưỡi hái tử thần ở pháp trường chí hòa tuy nhiên nhân quả của một cuộc đảo tránh do nhà phật khởi xướng phật giáo tướng trần văn đôn với nguyên nhân xa cũng như gần đã nhúng tay vào cái chết của tổng thống ngô đình diệm nên ông bị thăng trầm trên hoạn lộ đứng về phương diện tướng lãnh tướng trần văn đôn người hữu danh được số lớn quân nhân ủng hộ nhưng sau ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 63 tướng Trần Văn Đôn được giới trẻ quần chúng hâm mộ. Những ngày bị giam lòng ở Đà Lạt qua biến cố 30 tháng 1 năm 64 tướng Trần Văn Đôn bị hững hở ba mặt, Phật giáo, quân nhân và giới trẻ. Chính quân đội đúc kết cho tướng Trần Văn Đôn hiển hách một thời thì cũng chính quân đội do tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Tránh Thi trong ngày biến cố trên đã nhục mạ ông. Cho nên tướng Trần Văn Đôn thoát hẳn quân đội, trở thành lãnh tụ chính trị và theo dư luận hiện tại tướng Trần Văn Đôn là một trong những tránh khách then chốt sau cuộc viếng thăm Ba Lê, Luân Đôn, Hoa Kỳ. Như vậy tướng Trần Văn Đôn có còn gặp ngõ bí như chúng tôi đã viết nữa không? Đứng trước hội đồng tướng lãnh nhóm họp tại Đà Lạt xử bốn tướng thất sủng ngày 30 tháng 1 năm 64. Tướng Văn Đôn bị hạch hỏi về trách nhiệm cái chết của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tướng Trần Văn Đôn không biết trả lời như thế nào thì tướng Dương Văn Minh với uy tín, kinh lão đắc thọ đã đỡ lời cho tướng Trần Văn Đôn bằng cách, chuyện đó đã qua, nói đến làm gì nữa. Nhờ tướng Dương Văn Minh, tướng Trần Văn Đôn đã thoát được ngõ bí một cách công khai mà không ngờ được. Tuy nhiên đứng trước các tướng lãnh trẻ, tướng Trần Văn Đôn không bao giờ nao núng. Ông cố giữ phong độ đàn anh, một vị tướng lãnh thứ thật và cựu trào. Vì sau khi lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, tướng Trần Văn Đôn vẫn giữ cấp bậc cũ. Nghĩa là không thăng cấp thật ra hàng trung tướng của ông bị kẹt lại một đống. Tướng Dương Văn Minh cũng ở trong tình trạng đó, tướng Trần Văn Đôn có lần thú nhận, khi hạ bệ chế độ tổng thống Ngô Đình Diệm, tướng Dương Văn Minh đã không kiểm soát được nhân sự trong hội đồng tướng lãnh. Tướng Dương Văn Minh quá tình cảm, đạo đức để cho một số tướng lãnh thao túng. Và hơn nữa nhiều tướng lãnh chỉ vì liên hệ gia đình mà không thể thanh lọc đúng mức. Thật vậy, tướng Trần Văn Đôn anh em rể tướng Lê Văn Kim tướng Đỗ Cao Trí cũng anh em rể với tướng Dương Ngọc lắm. Cho nên tướng Trần Văn Đôn liên lụy vào trách nhiệm một cái chết. Tướng Lê Văn Kim, ủy viên ngoại giao của hội đồng tướng lãnh không nỡ dùng ảnh hưởng để loại trừ. Tướng Đỗ Cao Trí theo cách mạng quá muộn màng, tướng Dương Ngọc lắm ở trung ương bênh vực. Cái vòng lần quần đó đã gây mối lật đổ mau lẻ của tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Tránh Thi từ ngoài vùng 1 vào Sài Gòn thao túng. Trong thời gian giữ chức tư lệnh quân đoàn 1, tướng Trần Văn Đôn đã có lần khuyên cáo Tổng thống Ngô Đình Diệm mở rộng chính phủ có tham dự của quân nhân nhưng Tổng thống Diệm đã bác bỏ qua lời của cố vấn Ngô Đình Ngu. Sau lời khuyên cáo đó, tướng Trần Văn Đôn bị triệu về Bộ Quốc phòng rồi giữ chức cố vấn quân sự bên cạnh Tổng thống. Lúc bấy giờ người ta bảo tướng Trần Văn Đôn mất chức vì lời đề nghị táo bạo đó. Nhưng cũng có dư luận bảo rằng Tổng thống Diệm đã la dày tướng Trần Văn Đôn vì ông ta đang phải lòng một nữ kịch sĩ trẻ nổi tiếng ở Sài Gòn thỉnh thoảng nữ kịch sĩ này ra Đà Nẵng và ăn ở rầm rề với ông ta. Giữ chức vụ cố vấn tổng thống dưới chế độ mô Đình Diệm là một hình thức mồi chơi sôi nước. Có lẽ giai đoạn đó nhen nhúm mầm mống bất mãn của tướng Trần Văn Đôn với chế độ. Nhưng lúc đó tướng Trần Văn Đôn đã đóng khung cuộc đời trong nhiều năm quân ngũ. Nghĩa là các thuần túy quân đội đã làm cho tướng Trần Văn Đôn không có bề sâu chính trị như những sinh hoạt của ông hiện thời. Khi tướng Lê Văn Tị đi chữa bệnh Hoa Kỳ tổng thống diệm khá bối rối về việc cân nhắc một cấp tướng giữ chức tư lệnh liên quân ông ngô đình nhu định đưa nguyễn khánh lên thay nhưng lúc bấy giờ nguyễn khánh chỉ mới thiếu tướng sợ rằng hàng tướng lãnh bất mãn ti ti diệm chọn tướng trần văn đôn ông ngô đình nhu không bằng lòng tổng thống diệm viện một é tướng trần văn đôn cũng không đến nỗi nào hơn nữa chỉ cho tướng trần văn đôn quyền tổng tư lệnh mà thôi rồi sẽ có tướng khác thay thế trước ngày đảo tránh hụt 11 tháng 11 năm 60 ý định của Ti Ti Ngô Đình Diệm là quyết đẩy mạnh tướng Thái Quang Hoàng lên chức vị tham mưu trường. Nhưng tướng Thái Quang Hoàng đã làm mất lòng ông bà Ngô Đình Nhu khi ông bị quân đảo tránh uy hiếp qua Nam Vang. Ở đất Cao Mên, Trung tướng Thái Quang Hoàng đã tuyên bố, tôi kính trọng Tổng thống Ngô Đình Diệm nhưng bất đồng quan điểm với ông bà Ngô Đình Nhu. Cho nên khi tướng Thái Quang Hoàng được trao trả về Sài Gòn, Ông Ngô Đình Nhu tức giận cho Tướng Hoàng giữ chức Đại học Quân sự, một chức ngồi không, buồn tẻ. Một thời gian ngắn ngồi ở đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm thương tình liền cử Tướng Hoàng đi làm đại sứ Thái Lan. Thế là mộng làm tổng tham mưu trưởng trong lòng Tổng thống cũng như Tướng Hoàng tiêu tan theo mây khói. Tướng Trần Văn Đôn giữ quyền tham mưu trưởng, chữ quyền cũng gây thêm bất mãn vì chưa được tin dùng đúng mức cho nên tướng Trần Văn Đôn nảy sinh kết nạp hội đồng tướng lãnh làm đảo tránh dựa theo thế đứng của Phật giáo nổi lên chống chế độ Ngô Đình Diệm giữ chức quyền tham mưu trưởng tướng Trần Văn Đôn dễ dàng hoạt động âm mưu lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm tướng Trần Văn Đôn liên lạc những tướng lãnh bất mãn như Mai Hữu Xuân, Nguyễn Ngọc Lễ, Trần Tử Oai, Lê Văn Kim thật ra trong các tướng lãnh này đều là tướng không có quân ngoại trừ tướng Mai Hữu Xuân đang giữ chức chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Quang Trung gọi là dưới tay có binh sĩ. Tướng Trần Tử Oai thất sủng hoàn toàn. Tổng thống Diệm chỉ cho ông ta làm ở trung tâm bài trừ sốt rét rồi đến giám đốc nha tâm lý chiến. Nên dưới chế độ Tổng thống Diệm, tướng Trần Tử Oai được dân chúng gọi là tướng xịt mũi. Tướng Nguyễn Ngọc Lễ sau khi bị ngưng chức Tổng Giám đốc Cảnh sát từ năm 1961, chỉ mang lon tướng, lãnh lương mà không làm gì cả. Tướng Lê Văn Kim bị nghi ngờ trong đảo tránh hụt năm 1960, trong lúc ông đang là chỉ huy trường trường võ bị quốc gia Đà Lạt, chưa gây được uy tín cho hội đồng tướng lãnh để lôi cuốn các cấp tướng, sĩ quan trong quân đội, tướng Trần Văn Đôn nghĩ ngay đến tướng Dương Văn Minh cũng đang thất sung. Dù rằng ông ta là anh hùng, rừng sát, trong những năm 1954 năm 1957, tướng dương văn minh được tướng trần văn đôn kết nạp và bầu làm chủ tịch là vì tướng minh người lớn tuổi trong hàng tướng uy tín đứng đắn đạo đức tướng minh hoàn toàn sau khi tướng dương văn minh nhận làm chủ tịch hội đồng tướng lãnh tướng trần văn đôn bắt đầu có thế lực lôi cuốn các tướng lãnh khác tướng lê văn kim anh em rể với tướng trần văn đôn liên lạc mật với các sĩ quan để làm địa bàn hoạt động Đại tá Nguyễn Hữu có đặc trách miền Tây cho tướng Trần Văn Đôn hầu lôi cuốn vị sĩ quan tham mưu trưởng quân đoàn 4 dưới tay tướng Huỳnh Văn Cao đang trên đường trung thành tuyệt đối với chế độ Ngô Đình Diệm. Với tư cách quyền tham mưu trưởng, tướng Trần Văn Đôn mơn trớn Tổng thống Diệm phân chia một trung đoàn của Sư đoàn 5, Biên Hòa, sắp nhập quân đoàn 4 về đóng mạn Long An, cầu Biến Lức, tức là địa điểm của Sư đoàn 7 đang đứng về phe Trần Văn Đôn. Ti ti Ngô Đình Diệm không ngờ rằng đó là kế hoạch của hội đồng tướng lãnh làm giảm uy lực của sư đoàn 5 và củng cố cho sư đoàn 7. Tướng Trần Văn Đôn toan tính đảo tránh, lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm một cách cấp bách. Trong đó tướng Trần Văn Đôn không ngờ có thêm hai nhóm khác cũng âm mưu dựa vào tình hình Phật giáo để làm đảo tránh. Hai nhóm đó là bác sĩ Trần Kim Tuyến, Trung tá Phạm Ngọc Thảo và nhóm Đại tá Đỗ Mậu, Thiêu tá Nguyễn Bá Liên, Trung tá Nguyễn Văn Thiệt, Đại úy Hồ Tiêu lúc bấy giờ bác sĩ trần kim tuyến đã mất chức giám đốc sở nghiên cứu chính trị tại phủ tổng thống mật vụ ông ta được cử đi làm đại sứ ở le ke ai cập nhưng ông ta đến hồng kông ăn nằm tại đó rồi đi thái lan hầu bắt mối giao liên dễ dàng với trung tá phạm ngọc thảo nhóm bác sĩ tuyến phần nhiều là các sĩ quan trẻ cấp quý hưởng ứng nhóm đại tá đỗ mậu hậu thuẫn ba tiểu đoàn thủy quân lục chiến do thiếu tá nguyễn bá liên giữ tư lệnh phó binh chủng này lôi cuốn đồng thời đại úy hồ tiêu cũng nắm hai tiểu đoàn dù lực lượng của nhóm đỗ mậu khá mạnh nhưng thiếu các cấp tướng lãnh hưởng ứng tướng trần văn đôn nhóm của đông đảo tướng lãnh mạnh lắm uy tín đầy đủ nhưng lại thiếu quân sự hoạt động quá âm thầm vì chưa nắm được các cơ quan an ninh ủng hộ tuy nhiên cả ba nhóm đều chú tâm đến tướng tôn thất đính vị tổng trấn sài gòn gia định trợ lớn đang được tổng thống ngô đình diệm tin cậy và tướng tôn thất đính trung thành tuyệt đối với chế độ tướng tôn thất đính được coi là nóng nảy như trương phi nên các nhóm đảo tránh đang e rè sẽ viết rõ ràng trong chương về tướng tôn thất đính tướng trần văn đôn quyết lôi cuốn cho được ba nhóm đảo tránh đều tìm đến tướng tôn thất đính và cùng nhau hợp đồng tư tưởng lật đổ chế độ ngô đình diệm thực ra nếu xét về thực lực riêng rẽ của ba nhóm đảo tránh này thì không có nhóm nào đủ sức tàn phá chế độ ngô đình diệm dù cướp được tướng tôn thất đính tổng trấn kim tư lệnh quân đoàn ba Chính vì thế sau khi đồng quan điểm làm cách mạng, nhân sự của ba nhóm đảo tránh đã nhen nhúng sự canh chừng lẫn nhau. Tướng Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh luôn luôn nói với cấp sĩ quan thân tín của mình coi chừng viên sĩ quan an ninh đại tá Đỗ Mậu. Vì nhóm tướng Trần Văn Đôn biết rằng Đỗ Mậu là người được Tổng thống Diệm tin cậy tuyệt đối. Và Đỗ Mậu có thể làm phản lại SDTL và phút chót. Nếu Đỗ Mậu phản phế thì coi như hư sự. Tướng Tôn Thất Đính theo đảo tránh bắt đầu ngày 20 tháng 10 năm 1963 nghĩa là trước quốc khánh gần tuần lễ. Tướng Trần Văn Đôn lập mưu với tướng Tôn Thất Đính nói với Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ có cuộc đảo tránh vào ngày 26 tháng 10 năm 63, quốc khánh. Muốn bảo toàn an ninh, xin cụ, ti ti, vận chuyển một chiến đoàn thiết vận xa của quân đoàn 3 về làm vòng đai thủ đô. Tổng thống Diệm bằng lòng ngay ý kiến của tướng Tôn Thất Đính. Vì thế cuộc chuyển quân và M. 113 về thủ đô của tướng Tôn Thất Đính giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mà không một nghi ngờ nào của Dinh Gia Long. Nhóm bác sĩ Trần Kim Tuyến, Phạm Ngọc Thảo tuy hợp tác với hội đồng tướng lãnh nhưng tầm hoạt động đặt nặng vào chính trị. Vì biết rằng thế lực quân đội không có trong tay, nhóm này vạch kế hoạch riêng tư như thế, nên hội đồng tướng lãnh cũng canh chừng cặn kẽ. Cho nên hội đồng tướng lãnh đặt tướng Lê Văn Kim làm ủy viên ngoại giao để chặn đứng nhóm này liên lạc với các tòa đại sứ, nhất là Hoa Kỳ. Ba nhóm cùng là một việc nhưng thủ thế từng miếng. Vì thế sau cách mạng tháng 11 năm 1963, thành công nhiều nhân vật có công lại bị bắt, giam cầm mà người ta cứ phao vu là thân chế độ cũ, mật vụ. Người bị tiêu biểu cho trường hợp này là bác sĩ Trần Kim Tuyến. SDTL hợp tác với nhóm Trần Kim Tuyến nhưng sự thật các tướng lãnh như Mai Hữu Xuân, Trần Tử Oai, Nguyễn Ngọc Lễ, Trần Văn Đôn, không ưa thích vị bác sĩ cựu mật vụ này. Và sau đảo tránh thành công, chính tướng Mai Hữu Xuân đã ra lệnh bắt giam bác sĩ Trần Kim Tuyến. Duy trong SDTL chỉ có tướng Trần Thiện Khiêm có cảm tình với bác sĩ Trần Kim Tuyến. Nói như vậy vì trong ngày 4 tháng 11 năm 63, sau hai ngày cách mạng thành công sdtl đã ra chỉ thị mật cho nhân viên an ninh ở phi trường tân sơn nhất đặc biệt chú ý những chính khách lưu vong từ ngoại quốc và các nhân viên chế độ cũ trở về nếu họ trở về phải bắt giữ đưa về tổng tham mưu ngay bác sĩ trần kim tuyến là tránh khách đặt chân xuống phi trường tân sơn nhất đầu tiên sau những ngày đóng cửa không vần bác sĩ xuống máy bay với một vơ hành lý sách tay một sĩ quan chuẩn úy tên nguyễn bá quang trưởng khối an ninh nhận diện ra vị bác sĩ cựu mật vụ nên bắt ông ta khám xét chiếc vơ của bác sĩ Tuyến, người ta bắt gặp nhiều truyền đơn chống cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bác sĩ Tuyến cự tuyệt không cho bắt vì ông nghĩ rằng ông là người có công với cách mạng tháng 11 đến 63 này. Tuy nhiên viên chuẩn úy vẫn có mặc cảm bác sĩ Tuyến là mật vụ chế độ cũ mà không biết nhóm bác sĩ Tuyến với SDTL làm đảo tránh. Hơn nữa SDTL đã ra lệnh bắt tất cả những tránh khách, nên viên chuẩn úy thi hành đúng mức viên chuẩn úy Nguyễn Bá Quang đưa bác sĩ Trần Kim Tuyến lên chiếc xe jeep mui trần trực chỉ tổng tham mưu cùng sự bất đồng của vị bác sĩ cựu mật vụ này. Trong lòng vị chuẩn úy cứ ngỡ là mình lập được công. Vồ được viên cựu mật vụ sở nghiên cứu chính trị phủ tổng thống. Không ngờ rằng khi về đến tổng tham mưu, viên chuẩn úy trình với tướng lãnh thường trực Trần Thiện Khiêm đã bắt được BS Tuyến khi ông ta từ ngoại quốc về phi trường Tân Sơn nhất. Trần Thiền Khiêm vội vã rời văn phòng chạy ra ngoài ôm choàng lấy bác sĩ tuyến rất mừng rỡ. Viên chuẩn úy Nguyễn Bá Quang ngạc nhiên đến độ lo sợ những cử chỉ thẳng ruột ngựa của mình với bác sĩ tuyến lúc ở phi trường. Một chi tiết nhỏ về nhóm bác sĩ Trần Kim Tuyến để chứng tỏ nhóm tướng lãnh chủ mưu Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, Mai Hữu Xuân, không tin cậy vào ai cả. Họ chỉ muốn gây thêm hậu thuẫn trong quần chúng mà thôi. Tướng Trần Văn Đôn chặn đứng nhiều nút then chốt đối với hai nhóm Đỗ Mậu và Trần Kim Tuyến. Nhưng khách quan phán xét thì nhóm Đỗ Mậu xông xáo, hùng hổ nhất. Tướng Văn Đôn, Dương Văn Minh đã dùng nhóm này tấn công Dinh Gia Long và Thành Cộng Hòa. Vì thế thủy quân lục chiến của thiếu tá Nguyễn Bá Liên đã thua cuốn băng nhựa đầu tiên, phát thanh trên đài Sài Gòn đầu tiên lúc 2 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 năm 63 đó là tiếng nói của thủy quân lục chiến Việt Nam dâng lên chủ tịch Dương Văn Minh chiến thắng đầu tiên lấy được đài phát thanh Sài Gòn. Bề ngoài nhóm Đỗ Mậu rất có công với SDTL nhưng bề trong không được hậu thuẫn của các tướng lãnh. Khi đại tá Đỗ Mậu được thăng chức thiếu tướng vào sáng 2 tháng 11 năm 63 và trở thành ủy viên chính trị của SDQNCM thì nhiều tướng lãnh e ngại. Tuy nhiên chưa có dịp để thanh trừng sau ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 Đỗ Mậu trở thành Tổng trưởng rồi Phó Thủ tướng đặc trách văn hóa xã hội. Lúc đó nhóm người hùng 1 tháng 11 năm 63 mới thấy họ tách rời hẳn vị cựu ủy viên chính trị SDTL, và các tướng lãnh cho rằng tướng Đỗ Mậu là người thủ đoàn. Và nhóm Đỗ Mậu hầu như tan rã thiếu tá Nguyễn Bá Liên Thăng cấp trung tá giữ chức tư lệnh thủy quân lục chiến bị áp lực của tướng Trần Thiện Khiêm. Thủ tướng Nguyễn Khánh phải đưa Nguyễn Bá Liên xuất ngoại làm tùy viên quân sự tại phi luật Tân. Cách mạng 1 tháng 11 năm 63 chiến thắng là công lớn của tướng Trần Văn Đôn. Ông là người đứng ra liên kết các lực lượng đang chống chế độ Ngô Đình Diệm trong bóng tối. Tướng Trần Văn Đôn đứng ở thế lợi chức vị quyền tham mưu trưởng liên quân, nên sự lôi cuốn dễ dàng và trái lại các cấp sĩ quan tin tưởng vì họ không muốn dẫm lên vết xe ngày đảo tránh hụt 1 tháng 11 năm 1960 tướng Trần Văn Đôn khai thác triệt để vào uy tín, cấp bậc, quyền hành riêng cá nhân ông. Đồng thời tướng Trần Văn Đôn đưa tên người hùng rừng sát dương văn minh lên hàng lãnh đạo cho đám quân nhân lên tinh thần nhúng tay vào đại cuộc. Thật vậy, cách mạng 1 tháng 11 năm 63, hầu hết các tướng lãnh tham gia và một số đơn vị trường ở quân đoàn, nhất là quân đoàn 3 và quân đoàn 4 nhiệt tâm hưởng ứng. Cuộc bố trí cho ngày cách mạng 11 đến 63 đã nhồi sọ tướng Trần Văn Đôn bước qua ngưỡng cửa chính trị. Kinh nghiệm khởi đầu đó chi phối đời sống quân ngũ của tướng Trần Văn Đôn từ bấy lâu nay. Tướng Trần Văn Đôn hoạt động không ngừng vào đầu tháng 9, suốt tháng 10 năm 1963. Ông đã nhận định về Phật giáo với chế độ Ngô Đình Diệm để ra tay lật đổ sự lật đổ chế độ là nẻo đường xuất hiện chính trị của nhóm tướng lãnh hơn là cứu nguy Phật giáo trên lĩnh vực bị chế độ mô đình diệm đàn áp. Vì trong tâm tâm tướng Trần Văn Đôn muốn thành phần chính phủ phải cho quân đội tham dự. Ý nghĩ này, đường lối này, đã nhen nhúm vào trí óc của tướng Trần Văn Đôn đầu năm 1961. Tướng Trần Văn Đôn khuyến cáo ti ti diệm như thế và việc đó là phương cách trận đứng các cuộc đảo tránh có thể xảy ra sau này. Thật ra. Trong giai đoạn đó tướng Trần Văn Đôn rất mong mỏi mình trở thành những ông bộ trưởng quốc phòng và nội vụ. Ngày cách mạng thành công, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết trên M. 113 trong khi tướng Trần Văn Đôn sửa soạn một căn phòng ở TTM để giam lòng Tổng thống Diệm. Được tin Tổng thống Diệm chết, tướng Trần Văn Đôn không có ý kiến gì cả. Dường như ông ta bắt đầu thấy trách nhiệm về cái chết đó. Các tướng lãnh thương tiếc TT Ngô Đình Diệm đều đổ lỗi cho tướng Trần Văn Đôn và tướng Dương Văn Minh. Ngày 2 tháng 11 năm 63 là ngày sóng gió nhất của SDTL ở Tổng Tham Mưu. Tướng Mai Hữu Xuân bị nghi ngờ là người chủ mưu giết Ti Ti Diệm. Nhưng người bắn Ti Diệm lại là tùy viên của tướng Dương Văn Minh. Đó là Đại úy Nhung, đồng thời thiếu tá Dương Hữu Nghĩa được coi là đồng lõa nổ súng vào thân thể Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu trên thiết vận xa M. 113. Các tướng lãnh đau lòng trước cái chết của Ti Ti Diệm, nghi ngờ tướng Mai Hữu Xuân chủ mưu vì vị tướng này cứ chạy theo nói to, nói nhỏ với tướng Dương Văn Minh rồi đến tướng Trần Văn Đôn. Tướng Trần Văn Đôn cố giữ nét mặt trầm tĩnh để cứu vãn một sự quá tay cho Ti Ti Diệm về cõi chết. Vì thế lúc 8 giờ sáng 2 tháng 11 năm 63 Đài Phát thanh loan báo Ti Ti Diệm và ông Ngô Đình Nhu tự sát là phương cách cứu vãn cuối cùng của tướng Trần Văn Đôn ngày giam lòng ở Đà Lạt đối với tướng Trần Văn Đôn dài đăng đẳng, nặng nề trong lòng ông ta. Kỷ niệm thất sủng ngày 30 tháng 1 năm 64 không thể nào phai nhạt trong trí chí chính trị của tướng Trần Văn Đôn. Những hất hủi, tủi nhục, cô đơn đó, tướng Trần Văn Đôn đã phải trả một giá đắt bằng cách ông lao đầu vào những cuộc sôi bỏng chính trị ngày nay. Ông luôn luôn tự hào, cái hàm, trung tướng hưu trí. Vì cấp trung tướng của ông là thứ đổ giọt mồ hôi, trèo lên chật xuống thứ cấp bậc thật và quốc tế chứ không phải lạm phát lon sau cách mạng thành công. Hãnh diện ở tướng Trần Văn Đôn là ngần to lớn ấy. Nhờ thế cái uy danh mập mờ của một tướng tài Trần Văn Đôn vọng lại đến ngày nay. Tiếng vang ở ngoại quốc khá lợi cho tướng Trần Văn Đôn. Khi chúng tôi viết những dòng này thì tướng Trần Văn Đôn trên đường từ Luân Đôn đến Hoa Kỳ. Và nhiều dư luận cho rằng tướng Trần Văn Đôn là con bài trong năm 1971. Năm mà Nam Việt Nam bầu cử tổng thống và phó tổng thống. Dưới mắt chúng tôi, tướng Trần Văn Đôn là yếu nhân cũ, với công việc mới. Sự thành quả chuyên đi của tướng Trần Văn Đôn thành công hay thất bại là do ở dĩ vãng cá nhân riêng ông tạo nên. Tướng Trần Văn Đôn trải qua một thời gian phức tạp, 9 năm với chế độ Ender đi. Với bạn bè ông tỏ ra thái độ bất mãn, đứng trước người uy quyền, tướng Trần Văn Đôn người đón gió. Từ ăn chơi đến sự làm việc từ những chuyện thù vặt lẻ tẻ và đàn áp, tướng Trần Văn Đôn đã cấu kết một số tướng lãnh bên cạnh mà không làm gì lợi cho ông. Tướng Trần Văn Đôn cũng như tướng Dương Văn Minh hiền từ, cả nề. Nên cuộc cách mạng tháng 1 tháng 11 năm 63 vì tình riêng mà không thanh lọc đúng mức. Kết quả tướng Trần Văn Đôn được gọi là bị lưu đày lên Đà Lạt qua ngày biến động không nổ súng. Chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64. Tướng Trần Văn Đôn cố vùi lấp những sự ăn chơi trong 9 năm chế độ mô đình diệm và những ngày tan nát cấp tướng của mình ở Đà Lạt. Tướng Trần Văn Đôn không mấy khi nhắc nhở đến ngày, mục tối, 30 tháng 1 năm 1964 mà ông thường tổ chức ngày chiến thắng 1 tháng 11 năm 63 trong các bữa tiệc thường năm của các tướng lãnh. Hàng năm cứ đến ngày 1 tháng 11 năm 63, chính quyền tổ chức quốc khánh tướng Trần Văn Đôn không tham dự ông tổ chức riêng tại tư thất một bữa tiệc linh đình được gọi là Ngày Chiến Thắng. Tướng Trần Văn Đôn nghĩ rằng ngày cách mạng đó của SDQNCM do các tướng lãnh hồi hưu, một hình thức bị loại. Như thế tướng Trần Văn Đôn và tướng Dương Văn Minh đã phủ nhận chính quyền hiện tại, vì đã cướp công lao của nhóm ông ta. Hai ngày nói trên, một bên vinh, một bên nhục đã tạc vào tâm trí tướng Trần Văn Đôn. Ông cố tránh một dĩ vãng thất sùng và phô bày một dĩ vãng vinh quang hai cái dĩ vãng đó nó cùng một thời gian, năm 1963 đến năm 1964, không xa lắm. Có một lẽ vì thế tướng Trần Văn Đôn đã đứng trên lập trường độc lập. Đôi khi cứng rắn, đôi khi chạy theo chính quyền. Cuộc chính trị chuyển biến không ngừng của tướng Trần Văn Đôn làm cho dân chúng thấy rõ. Ông ta đang cố nuôi dưỡng một thế đứng, một mặc cảm không bao giờ thất bại. Từ Đà Lạt đến Sài Gòn vỏn vẹn 45 phút đường chim bay tướng Trần Văn Đôn hoàn toàn đổi khác, một tướng lãnh bị giam lòng, một tướng lãnh rượu vào, gái đến, nhảy đầm thâu đêm. Tướng Trần Văn Đôn gột rửa hoàn toàn cho nó chôn vùi theo ngày đớn đau 30 tháng 1 năm 64, về Sài Gòn với mặt trận cứu nguy dân tộc. Dù cương lĩnh và nhân sự không hoàn toàn, với nghị sĩ thượng viện, tướng Trần Văn Đôn dõng dạc tương tất đến nổi người ta không còn nhớ ông ta là một vị tướng lãnh chín năm chế độ ngô đình diệm nhiều người ở âu châu về cho biết tiếng tăm của tướng Trần Văn Đôn được các chính khách lưu vong, chờ thời đợi thế tin tưởng. Con bài tướng Trần Văn Đôn được nhiều người chọn lựa dưới nhiều hình thức, và viễn ảnh con bài đó sẽ đi về đâu trong chuyến viếng thăm của tướng Trần Văn Đôn tại Hoa Thịnh Đốn, trong đoạn đường cuối xuất ngoại. Đồng thời ngày về của tướng Trần Văn Đôn cũng là giai đoạn rũ gánh nghị sĩ ba năm của ông ta. Đối với bốn tướng Đà Lạt cùng những tướng lãnh hồi hưu hiện nay, tướng Trần Văn Đôn nổi bật hơn hết. Đôi lúc người ta nhắc nhở đến tướng Dương Văn Minh nhưng thoáng qua trong vài hôm mà thôi Điều đó dễ hiểu vì tướng Dương Văn Minh không chứng thực một hoạt động chính trị rõ rệt Dù dân chúng cho rằng tướng Dương Văn Minh đứng về phía Phật giáo ân quang Tướng Trần Văn Đôn lúc còn ở Đà Lạt, bị giam lỏng, chính ông cũng không ước đoán được tương lai của mình Tướng Nguyễn Khánh bắt ông, đàn em gắt gỏng, dọa nạt Nguyễn Khánh dựa uy thế hội đồng tướng lãnh gán tội cho tướng Trần Văn Đôn trung lập thân thực dân Pháp. Những khát khe đó dồn dập tướng Trần Văn Đôn dường như không có lối thoát, nhưng rồi đến vụ 13 tháng 9 năm 1964, tướng Dương Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 4 định làm đảo tránh thì trước đó 6 tiếng đồng hồ, tướng Nguyễn Khánh từ Sài Gòn lên Đà Lạt gặp tướng Trần Văn Đôn. Trong buổi gặp gỡ này hoàn toàn đổi chiều đối với ngày, hôm bạo 30 tháng 10 năm 1964. Tướng Nguyễn Khánh ôn hòa, tỏ ra hiểu biết sự oan ức của bốn ông tướng Đà Lạt. Nguyễn Khánh bàn luận với bốn tướng về Sài Gòn hợp tác cùng ông vì nhóm tướng trẻ bắt đầu lộng hành. Tướng Trần Văn Đôn nghe thế, hết sức thoải mái, nhưng trong thâm tâm không bao giờ tin tưởng ở thủ đoạn của Nguyễn Khánh. Nhất là tướng Tôn Thất Đính, người nóng tính như Trương Phi chỉ ngồi đợi cơ hội rửa hận Nguyễn Khánh và đàn em, sẽ viết rõ khi tướng Tôn Thất Đính trở lại nắm tư lệnh quân đoàn 1. Tướng Trần Văn Đôn và ba tướng đồng chí lúc bấy giờ đã chán nản với thời cuộc rồi. Tướng Lê Văn Kim và Mai Hữu Xuân không có ý kiến gì cả. Riêng Trần Văn Đôn cảm thấy vì Nguyễn Khánh mà ông mất uy tín trước quân đội, đồng thời công lao cách mạng 1 tháng 11 năm 63 bị chiếm đoạt. Nên tướng Trần Văn Đôn nhận lời về Sài Gòn hợp tác với Nguyễn Khánh. Bốn tướng Đà Lạt nhận lời Nguyễn Khánh trở về Sài Gòn, nhưng trên đường về được báo tin Sài Gòn có đảo tránh tướng Dương Văn Đức phong tỏa Sài Gòn và chống âm mưu Nguyễn Khánh đưa bốn tướng Đà Lạt về Sài Gòn nhận nhiệm vụ chỉ huy. Thế là bốn tướng Đà Lạt ngậm ngùi trở lại cao nguyên thêm một thời gian nữa. Đây là vị tướng lãnh thứ ba trong bốn tướng Đà Lạt. Đó là tướng Tôn Thất Đính. Ông tướng này được xem là đệ tam anh hùng, sau tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn khi cách mạng tháng 11 năm 1963 thành công và cũng là tướng lãnh với nỗi niềm đau đớn ê chề khi ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964 xảy ra. Dưới chế độ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, tướng Tôn Thất Đính đã từng giữ tư lệnh quân đoàn 2, tư lệnh quân đoàn 3. Rồi những ngày biến động Phật giáo, tướng Tôn Thất Đính kiêm luôn Tổng chấn Sài Gòn gia định trợ lớn. Ông là một trong những tướng lãnh được chế độ Tổng thống Diệm tin dùng là khá hưởng được vinh danh cuộc đời binh nghiệp trong chế độ ấy. Tướng Tôn Thất Đính cũng có nhiều giai thoại cả tốt lẫn xấu, đã là con người, nhưng dư luận cho ông hữu dõng vô mưu, một hạng tướng lãnh võ biển theo binh nghiệp. Người ta cho như vậy vì tướng Tôn Thất Đính nóng tánh và hiểu đơn sơ là người tốt, dễ tính. Sau cách mạng một tháng 11 năm 63, tướng Tôn Thất Đính trở thành Tổng trưởng An ninh trong nội các Nguyễn Ngọc Thơ. Một chính phủ tức tuổi thời cuộc chỉ đứng vững ba tháng trời rồi đổ nhào không vớt vát dù mang danh người hùng nhưng vùng đen tối đang chờ đón ông ta. Tướng Nguyễn Khánh, tư lệnh vùng 2 theo cách mạng và phút chót. Sự chậm chạp đó, hội đồng tướng lãnh không viện lẽ thanh trừng. Nguyên nhân chỉ vì tướng Nguyễn Khánh là bạn thân của tướng Trần Thiện Khiêm và Trần Văn Đôn. Cảm tình riêng đó đã tạo nên thủ đoạn cho tướng Nguyễn Khánh khi SDTL hoán chuyển ông ta ra giữa tư lệnh vùng 1. Ngày 30 tháng 1 năm 64 tướng Nguyễn Khánh chỉnh lý qua bàn tay quyết liệt của đại tá Nguyễn Tránh Thi. Tướng Tôn Thất Đính bị phong tỏa tại tư thất đường cường để vào lúc 2 giờ sáng khi ông còn ngái ngủ. Tướng Tôn Thất Đính được sĩ quan tùy viên đánh thức dậy, thì quân chỉnh lý đã tràn vào nhà uy hiếp, bắt đi không kịp thay bộ áo quần ngủ. Từ đó ngày thất sủng, hàm tướng, của tướng Tôn Thất Đính bắt đầu trước những tướng trẻ đang thừa thắng sông một ên. Tướng tôn thất đính không một phản ứng nào như bản tính nóng nảy sẵn có của ông. Vì quân trình lý đạn đã lên nòng chỉ còn đợi bóp cò là xong. Tướng tôn thất đính thấy quân sĩ trình lý đằng đằng sát khí nên đành buông theo mệnh lệnh.